Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 71. Sắc mặt của đám người nhà họ Cho trông khó chịu giống như thể vừa mới ăn phải ruồi chết vậy, bọn họ đều dùng ánh mắt căm hận không gì sánh bằng để nhìn Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục quay đầu sang nói với Tề Đẳng Nhàn, đi qua trước mặt bọn họ một lần nữa đi. Tề Đẳng Nhàn đương nhiên rất đồng tình với cái cách lên án lòng người này của Tôn Dĩnh Thục. Hắn quay đầu ngựa lại và vênh váo đắc ý đi qua trước mặt đám người nhà họ Cho thêm một lần nữa. Hãy nhìn con đàn bà đê tiện đó đi, câu dẫn được một tên đàn ông rồi thì không thèm đặt nhà họ Cho chúng ta vào trong mắt nữa mà. Ngày trước lúc anh cả muốn cưới cô ta tôi đã không đồng ý rồi mà, tôi vừa nhìn một cái đã biết cái thứ đê tiện này không có ý đồ gì tốt mà. Nhà họ Cho chúng ta nhiều người như thế. Chẳng lẽ lại để cho một con đàn bà đê tiện bán mình để trèo cao đè đầu cưỡi cổ à? Đám người của nhà họ Cho trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, bọn họ hận không thể lao đến kéo Tôn Dĩnh Thục và Tề Đẳng Nhàn xuống khỏi ngựa rồi ấn xuống đất và đánh cho một trận. Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục cưỡi ngựa đi hai vòng để đánh vào mặt đám người của Tài Phiệt Thượng Tinh. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy rất đắc ý, cô ta rất thích nhìn bộ dạng hận cô ta đến tận xương tủy nhưng lại không thể làm gì cô ta được của đám người đó. Trong mấy năm trước đó, ngày nào cô ta cũng sống trong cẩn thận và dè dặt, nhưng khi có một vị tổng giám mục như Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh, cô ta lại có thể hất cằm vênh váo rồi. Phương pháp gây hận thù của cô đúng là đỉnh cao và rất khó chịu, cơ mà sau khi về Triều Tiên thì cẩn thận bọn họ báo thù cô đấy. Tề Đẳng Nhàn dựa vào lan can và dặn dò Tôn Dĩnh Thục. Tôi chẳng có gì phải sợ cả, bọn họ muốn đến thì cứ để bọn họ đến thôi. Tôn Dĩnh Thục nói với vẻ chẳng mấy quan tâm, cô ta giơ tay ra vén tóc lên và bày ra vẻ tràn đầy tự tin. Chính vào lúc này, lại có một nhóm người khác đi tới trường đua ngựa, những người này mặc âu phục màu đen, người đi ở phía trước nhất là một người phụ nữ. Son môi của người phụ nữ này rất đỏ, đỏ đến mức có hơi kiều diễm. Trên gương mặt xinh đẹp của cô ta cũng mang một sự lạnh lùng khiến cho người khác phải không rét mà run. Sau khi nhìn thấy người phụ nữ đó, sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục bỗng chốc thay đổi, cô ta nói, là người của hội Huyền Dương ở nước Kiệt Bành, tại sao bọn họ lại đến Hương Sơn rồi? Hội Huyền Dương là một tổ chức tập đoàn tài chính có lịch sử lâu đời ở nước Kiệt Bành, hơn nữa còn có mối quan hệ mật thiết với chính phủ, tuy nhiên, trong những năm gần đây, bởi vì lý tưởng của tập đoàn không còn thống nhất với chính phủ nữa nên đã bị đàn áp và có hơi suy yếu. Tề Đẳng Nhàn lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc một bộ võ phục màu đen ở trong đám người của hội Huyền Dương. Đó chẳng phải là Liễu Tông Nham Toái hay sao? Ông ta cũng là người của hội Huyền Dương à? Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ một cách trầm ngâm rồi lập tức thu lại ánh mắt của mình. Sau khi nhìn thấy người của hội Huyền Dương xuất hiện, sắc mặt của đám người Tài Phiệt Thượng Tinh bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Nữ thủ lĩnh của hội Huyền Dương bước đến trước mặt Lý Toàn Chân và cười nói, trái đất thật là tròn mà, Lý Đại Công Chúa, lần cuối khi chúng ta gặp nhau ở Triều Tiên, cô đã rất điên rồ, không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ở Hương Sơn nhanh đến vậy đấy. Lý Toàn Chân lạnh lùng nói, từ xa đã nghe thấy tiếng chó sủa rồi, thì ra là cô Kamiyama Yui à. Tôn Dĩnh Thục không hề có ý định đứng ngoài nhìn Lý Toàn Chân gặp rắc rối, bởi vì từ trước đến nay hội Huyền Dương vẫn luôn là kẻ địch chung của toàn bộ Tài Phiệt Thượng Tinh, càng huống chi bọn họ còn là người Kiệt Bành. Triều Tiên và Kiệt Bành vốn dĩ đã có mối thù rất sâu đậm. Trong suốt mấy chục năm nay, giữa hai thế lực là Tài Phiệt Thượng Tinh và hội Huyền Dương cũng không ngừng đấu tranh và không ngừng xảy ra xích mích. Đúng thật là náo nhiệt mà. Biết bao nhiêu bà trùm của Tài Phiệt Thượng Tinh đều đến đây rồi, ha ha ha. Không chỉ có Lý Đại Công Chúa mà ngay cả Tôn Phu Nhân cũng có mặt ở đây à. Ánh mắt của Kamiyama Yui liếc qua mọi người một lượt, cô ta mỉm cười và nói. Liễu Tông Nham Toái là Đại Tông Sư của nước Kiệt Bành, võ công vô cùng cao cường nên tất nhiên là khí chất cũng không thể tầm thường được. Hội Huyền Dương chúng tôi đã bao chọn trường đua ngựa này rồi. Nếu như không còn việc gì nữa gì các người có thể cút đi rồi. Kamiyama Yui nói với vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị. À, đúng rồi, quên không nói với Lý Đại Công Chúa. Hội Huyền Dương chúng tôi chắc chắn sẽ lấy được phần lớn cổ phần của tàu thuyền Lôi Thị, cô vẫn nên mau chóng quay về nhà tắm rửa và đi ngủ đi. Đám người của Tài Phiệt Thượng Tinh nghe thấy những lời nói ngạo mạn này của Kamiyama Yui thì đều tức đến đỏ mặt tía tai.
Lý Toàn Chân lại lạnh lùng nói, còn chưa chắc được rốt cuộc tàu thuyền lôi thị sẽ rơi vào tay ai đâu nhỉ. Hội Huyền Dương các người đắc tội với người khác khắp nơi, tôi thấy các người chưa chắc đã được tham dự vào chuyện này đâu. Tề Đẳng Nhàn ở bên cạnh nghe ngóng và rút ra được không ít tin tức từ trong đó. Xem ra những kẻ lòng đầy dã tâm này thực sự không muốn để cho Lôi gia tiếp tục xưng bá ở Hương Sơn nữa rồi, cho dù những năm gần đây Lôi gia vẫn luôn rất khiêm tốn nhưng bọn họ vẫn cần một gia tộc biết nghe lời cơ. Thậm chí, vì để đánh bại tàu thuyền Lôi thị mà bọn họ còn không ngần ngại thu hút những thế lực tập đoàn tài chính ở nước ngoài. Muốn khiến cho Lôi gia phải chết đến như vậy cơ à? Ha ha, đến lúc đó chờ lão giáo hoàng, bệ hạ xuất hiện rồi thì tôi xem các người còn ra vẻ tinh tướng thế nào được nữa. Tề Đẳng Nhàn âm thầm cười khẩy trong lòng. Ủy thác quyền quản lý của tàu thuyền Lôi thị đến dưới danh nghĩa của thánh giáo thực sự là một chiêu khiến cho người khác không thể ngờ được, mà sở dĩ Lôi gia đồng ý làm như vậy chính là bởi vì bọn họ vô cùng tin tưởng Tề Đẳng Nhàn. Nếu như đổi lại là người khác đến nói với Lôi gia như vậy thì có lẽ Lôi Thiên Tứ sẽ có thể dùng một cái tát để đánh cho kẻ đó hoài nghi nhân sinh. Cô nói cô đã bao chọn trường đua ngựa này rồi thì tôi phải nhường cho cô à? Cô có hiểu nguyên tắc thứ tự trước sau không đấy? Đám người kiệt bành các người còn tự xưng mình là người lịch sự cơ đấy, tôi thấy các người đều chỉ là một đám thô tục mà thôi. Lý Toàn Chân nói. Kamiyama Yui dùng ngón út nhẹ nhàng quẹt qua khóe môi của mình. Trên mặt nở một nụ cười kiêu ngạo và nói, Lý Đại Công Chúa nói chuyện thật là tự tin, vậy thì hay rồi, hay là cô và Tôn Phu Nhân cùng quỳ xuống cầu xin tôi đi, như vậy thì hôm nay tôi có thể không làm khó cô nữa. Hôm nay, trong số những ông trùm của Tài Phiệt Thượng Tinh đang có mặt ở đây thì Lý Toàn Chân và Tôn Dĩnh Thục chính là hai người phụ nữ có địa vị cao nhất. Nếu như hôm nay các người muốn an toàn rời khỏi đây thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng đâu. Tất cả hãy chui ra từ cái lỗ chó ở phía dưới hàng rào này đi. Vẻ mặt của Kamiyama Yui bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, cô ta chỉ vào một cái lỗ ở bên dưới hàng rào và lạnh lùng nói. Tôn Dĩnh Thục nói với vẻ không vui, cô Yui, lần trước cô bị mất mặt ở Triều Tiên rồi mà vẫn chưa đủ sao. Hôm nay cô nhất định muốn bị bẽ mặt thêm một lần nữa à? Chỉ dựa vào cái đám hữu danh vô thực ở đó dưới trướng của cô mà cũng dám làm khó chúng tôi à? Lý Toàn Chân cũng cười nói, không sai, theo tôi thấy thì hôm nay người phải chui ra ngoài từ cái lỗ cho đó e rằng sẽ là đám Hội Huyền Dương các người đó. Lúc này hiếm khi cô ta không nhắm vào Tôn Dĩnh Thục nữa, xem ra hai người cũng đã ngầm hiểu với nhau rằng khi đối diện với thế lực của nước kiệt bành thì họng súng phải cùng nhau hướng ra ngoài. Hữu danh vô thực sao? Nham Toái Đại Sư, mời ông cho bọn họ xem rốt cuộc ai mới là kẻ hữu danh vô thực đi. Kamiyama Yui quay đầu lại, khẽ cúi đầu với Liễu Tông Nham Toái và nói. Liễu Tông Nham Toái mặc đồ đen chắp tay sau lưng và thản nhiên nói, cũng được. Sắc mặt của đám người Tài Phiệt Thượng Tinh bên này bỗng chốc biến đổi, người đàn ông này chính là Đại Tông Sư Liễu Tông Nham Toái, người sáng lập ra Nham Toái lưu danh tiếng lẫy lừng ở nước Kiệt Bành sao. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Han Dung Miêng cũng lóe lên một cái, hay lắm. Hôm nay Taekwondo Taiyi nhất định sẽ đánh cho Nham Toái Lưu không ngóc đầu dậy được. Nếu như có ai trong số đám chim nhỏ vô dụng các người có thể đánh bại được Nham Toái Đại Sư thì hôm nay tôi sẽ tha cho các mạng chó của các người. Kamiyama Yui khoang hai tay lại và nói với vẻ mặt ngạo mạn, khóe môi đỏ chót khẽ cong lên với vẻ khinh thường mọi thứ. Ánh mắt của Kamiyama Yui rơi trên người hai người Lý Toàn Chân và Tôn Dĩnh Thục, cô ta cười nói, đặc biệt là hai người. Những người có nhiều khả năng đại diện cho Tài Phiệt Thượng Tinh nhất thì phải làm mẫu cho thật tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôn Dĩnh Thục cười khẩy và nói, tôi thấy hôm nay người phải chui ra từ chỗ này phải là cô mới đúng chứ. Lúc này, Lý Toàn Chân quay đầu sang nhìn Tôn Dĩnh Thục một cái, trong lòng có chút khó chịu, người phụ nữ này ỷ vào việc cô ta đã mời Han Dung Miêng đến đây, biết rằng mình sẽ thắng chắc nên mới ra vẻ ở đây có phải không? Đương nhiên cô ta không thể ngờ rằng sự tự tin của Tôn Dĩnh Thục lại đến từ Tề Đẳng Nhàn chứ không phải là Han Dung Miêng mà cô ta mời đến. Lý Toàn Chân nói với Han Dung Miêng, ông Han, chuyện hôm nay xin nhờ cả vào ông, hãy cho cái đám quỷ xâm lược này biết về sự lợi hại của người Triều Tiên chúng ta đi. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy lời này thì suýt chút nữa đã phì cười. Hắn muốn giúp Lý Toàn Chân thay đổi lời thoại một chút.
hãy khiến cho đám quỷ xâm lược này biết được sự lợi hại của đám chim nhỏ chúng ta đi. Nhưng hắn tuyệt đối không thể nói ra những lời như thế được, suy cho cùng thì Tôn phu nhân cũng là. À, Tôn phu nhân không phải là chim nhỏ, cô ấy là em gái nhỏ cơ mà. Sức mạnh của Tề Đẳng Nhàn có thể không lớn bằng Han Dung Miêng nhưng trình độ chiến đấu của anh ta chắc chắn là có 102, ngoại trừ Triệu Hồng Tụ, mình chưa bao giờ thấy anh ta sợ hãi bất cứ ai cả. Tôn Dĩnh Thục nhìn Tề Đẳng Nhàn và thầm nghĩ. Đương nhiên cô ta muốn dựa vào Tề Đẳng Nhàn để giải quyết vấn đề, dù sao thì quan hệ của hai người đã đi đến khoảng cách là âm 18cm rồi, vậy thì tại sao phải khách sáo cơ chứ? Nếu như Tề Đẳng Nhàn biết được suy nghĩ của Tôn Dĩnh Thục thì chắc chắn hắn sẽ cười nhạo cô ta, anh đây là hiện thân của Samson đấy, có biết phán quan Samson không, người mạnh nhất trong thánh giáo đó, chẳng lẽ anh đây còn đánh không lại một tên chim nhỏ hay sao? Dưới sự kỳ vọng của Lý Toàn Chân, quả nhiên là Han Dung Miêng đã đi ra khỏi đám người. Cô Lý, tôi có thể ra tay, cơ mà tôi cũng có một yêu cầu. Han Dung Miêng lạnh lùng nói. Ông nói đi. Lý Toàn Chân gật gật đầu và nói. Han Dung Miêng nhàn nhạt nói, tôi có thể đại diện cho mọi người để ra tay nhưng Tôn phu nhân là ngoại lệ duy nhất. Câu nói này của ông ta khiến cho đám ông trùm của Tài Phiệt Thượng Tinh đều vô cùng ngạc nhiên, sau đó thì bật cười với vẻ hả hê và nhìn Tôn Dĩnh Thục với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục bỗng chốc trở nên âm u. Han Dung Miêng nói, cô ta đã hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho phái Taekwondo Tai Y của chúng tôi sẽ không giúp cô ta đâu, nếu như cô Lý đồng ý với điều kiện này thì tôi sẽ lập tức ra tay. Lý Toàn Chân không chút do dự mà lập tức đồng ý, đương nhiên là được rồi, chẳng phải hôm nay Tôn phu nhân đã mang người đến rồi hay sao, để cho người mà cô ta mang đến tự mình giải quyết là được rồi. Trong lòng Lý Toàn Chân đã tính toán xong cả rồi. Nếu như Tôn Dĩnh Thục bị bẽ mặt ở trước mặt đám người kiệt bành này thì cũng có thể mượn lý do này để chống lại cô ta. Ha ha ha, còn ả đê tiện Lý Toàn Chân này quả nhiên là sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đàn áp tôi, cho dù có phải mượn tay của đám người kiệt bành. Tôn Dĩnh Thục liên tục cười khẩy và không hề lo sợ. Bởi vì cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang dựa vào lan can và nhìn ngắm tình hình ở bên này với bộ dạng như đang xem kịch. Hắn nhàn nhã như vậy, hiển nhiên là đã tính toán sẵn trong đầu, vậy nên mình không cần phải lo lắng gì cả. Người đàn ông mà Tôn Dĩnh Thục mình đã chọn có thể đánh bại bọn chúng bất cứ lúc nào. Trong lòng phu nhân Tài Phiệt xinh đẹp chợt nghĩ và khẽ hừ một cách kiêu ngạo. Ở bên kia, Kamiyama Yui nói với vẻ mất kiên nhẫn, các người nói nhảm xong chưa hả? Hôm nay cho dù là ai thì cũng phải chui ra từ cái lỗ chó này cho tôi. Liễu Tông Nham Toái đã đi đến một bãi đất trống ở bên cạnh rồi, khí tức cả người thu lại tạo cho người khác một cảm giác vững vàng như núi. Tề Đẳng Nhàn đánh giá Liễu Tông Nham Toái, trong lòng âm thầm gật đầu, vị đại tông sư đến từ nước Kiệt Bành này đã có tiến bộ từ sau khi đánh một trận với hắn rồi. Người này ngập tràn khí tức nhưng lại có thể rút vào hoặc thả ra một cách tùy ý, khí huyết vận chuyển trầm ổn có lực, sức bền của tứ chi và sức mạnh ẩn chứa trong bắp thịt rõ ràng đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Anh cảm thấy ai có thể thắng? Tôn Dĩnh Thục dựa vào bên cạnh Tề Đẳng Nhàn. Cái tên Han Dung Miêng này là phó trưởng môn của phái Taekwondo Tai Y, vũ lực không tồi, hơn nữa ban nãy còn có thể một chiêu áp đảo được một con ngựa đang phi nước đại, lại còn kết hợp Taekwondo và bát quái trưởng một cách không chê vào đâu được, sức mạnh toàn thân có thể nói là xuất thần nhập hóa. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Lý Toàn Chân nghe thấy lời này thì trên mặt bỗng chốc hiện ra một biểu cảm đắc ý. Cô ta liếc mắt nhìn Tôn Dĩnh Thục một cái, lát nữa cứ ngồi chờ người phụ nữ này bị bẽ mặt là được rồi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nói tiếp, vậy nên tôi sẽ chọn Liễu Tông Nham Toái. Hả? Tôn Dĩnh Thục vô cùng sửng sốt, nhìn không được mà trợn mắt lên một cái, cú rẽ bất ngờ này là chuyện gì đây? Lý Toàn Chân nghe thấy câu nói được bổ sung phía sau thì tức đến suýt chút nữa đã vẹo cả mũi. Tôi thấy cậu ta chỉ là đang đố kỵ với ông Han nên mới nói như vậy mà thôi, ban nãy ông Han đã dùng một chiêu để áp đảo một con ngựa đang phi nước đại đó, đúng thật là nghe mà rợn cả người. Tôi cũng thấy thế, chắc chắn là vì ông Han không thích Tôn Dĩnh Thục nên cậu ta mới cố tình nói như vậy thôi, cơ mà như thế thì có tác dụng gì đâu chứ. Ở trước mặt thực lực thì võ mồm cũng chỉ toàn là hổ giấy mà thôi.
Đám người của nhà họ Choi là những người vui vẻ nhất, bọn họ ai nấy đều không ngừng cười khẩy và mong chờ đến lúc được nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục bị bẽ mặt ở trước mặt mọi người. Tôn Dĩnh Thục không hiểu gì về võ thuật, nhưng Tề Đẳng Nhàn đã nói rằng Han Dung Miêng không thể đánh bại được Liễu Tông Nham Toái, điều này ngược lại khiến cho trong lòng cô ta có hơi mong chờ, cô ta chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của đám tiểu nhân của Taekwondo Tai Y. Mời! Mời! Ở bên kia, Liễu Tông Nham Toái và Han Dung Miêng đã cúi đầu hành lễ với nhau và chuẩn bị ra tay. Chỉ thấy Han Dung Miêng đạp chân một cái rồi lao lên, khi bước đến gần người đối diện, hai chân của ông ta đột nhiên tách ra, đứng vững với tư thế một trước một sau và đổi thành bát quái bộ. Từ trong tư thế này, Tề Đẳng Nhàn có thể nhìn ra được danh tiếng của người được ca ngợi là cao thủ số một Triều Tiên là Han Sung Jun cũng không phải do thổi phồng mà có mà là do ông ta thực sự rất có năng lực. Việc ông ta có thể kết hợp hai môn võ Taekwondo và bát quái trưởng một cách hài hòa như vậy đã thể hiện được sự hiểu biết và thực lực của bản thân ông ta rồi. Han Dung Miêng vừa mới đến gần Liễu Tông Nham Toái thì đã giơ một tay lên và đánh thẳng lên mặt ông ta, một tay khác cũng giơ ra và đánh thẳng về phía vùng bụng của Liễu Tông Nham Toái. Nhưng Liễu Tông Nham Toái cũng là một đại tông sư nổi danh đã lâu, đối với đòn đánh của Han Dung Miêng, ông ta nắm rõ trong lòng bàn tay, cơ thể của ông ta khẽ động, dùng cùi trỏ đẩy lùi đòn đánh đang hướng về phía mặt mình, ngực và bụng co rụt lại để tránh khỏi đòn đánh tấn công về phía vùng bụng. Nhưng ông ta còn chưa phản đòn thì đã thấy Han Dung Miêng nhấc chân trước lên, trọng tâm của cơ thể đột nhiên thu về, một chiêu đá chân vung thẳng về phía thắt lưng của ông ta. Khi cú đá này lắc lư trên không trung, nó dường như đã thay đổi hình dạng và đột nhiên lách sang một bên, MU bàn chân lật lại và đá thẳng vào gương mặt của Liễu Tông Nham Toái. Với sự thay đổi bất thình lình này, nếu như là những cao thủ có võ công bình thường thì chắc chắn sẽ trở tay không kịp. Sẽ bị một cú đá này đá cho mặt mũi nở hoa ngay tại chỗ và đau đớn ngã xuống đất. Nhưng Liễu Tông Nham Toái đâu có phải là một cao thủ bình thường, ông ta đã tự mình thành lập ra một môn phái, tất nhiên là võ công không thể tầm thường được. Bả vai của Liễu Tông Nham Toái đã đánh vào MU bàn chân của Han Dung Miêng. Đây là đòn vai điển hình trong võ thuật Hoa Quốc, nó mang theo một lực đẩy. Mặc dù thời gian phát lực rất ngắn ngủi nhưng lại giống như lực đẩy khi lắp một khẩu súng lớn mang lại vậy. Răng rắc. Dưới một cú chạm này, MU bàn chân mạnh đến mức có thể đá gãy một cây gỗ của Han Dung Miêng lại phát ra tiếng xương gãy giòn tan. Trên mặt Han Dung Miêng lóe lên một vẻ bất ngờ, sau đó là biểu cảm đau đớn, nhưng biểu cảm đó chỉ là xẹt qua mà thôi, chân trụ của ông ta khẽ đồn, thu hồi trọng tâm, bàn chân thu lại và đá tiếp vào không trung. Gót chân đập về phía lồng ngực của Liễu Tông Nham Toái. Sự thay đổi trong cách đá chân này thực sự là xuất quỷ nhập thần và đem đến cho người khác một cảm giác không thể nắm bắt được. Nhưng Liễu Tông Nham Toái lại chỉ thờ ơ đáp lại, ngón tay như dao, trong người truyền đến tiếng máu trào dâng, ông ta dùng tay làm dao và đánh thẳng vào đầu gối của Han Dung Miêng. Bàn chân của Han Dung Miêng còn chưa chạm đến lồng ngực của Liễu Tông Nham Toái thì đầu gối đã bị trưởng đao đánh thẳng vào rồi. Ống quần của Han Dung Miêng ngay lập tức bị trưởng đao chém thủng một lỗ hổng lớn, da thịt bên trong cũng nứt ra giống như bị lưỡi dao cắt đứt, máu tươi không ngừng phun ra. Một trưởng đao này của Liễu Tông Nham Toái đã cắt đứt thịt đùi và gân cốt bên trong của Han Dung Miêng. Không đợi Han Dung Miêng kêu đau, Liễu Tông Nham Toái đã bước lên phía trước một bước, cánh tay vung ra và rơi xuống xương bắp chân của Han Dung Miêng như một tia sét màu đen. Bụp! Cú đấm rơi xuống. Khoảng chân từ đầu gối xuống đến phía dưới của Han Dung Miêng lập tức bị cắt đứt, cả cái bắp chân trong nháy mắt bay ra ngoài. Đám người của Tài Phiệt Thượng Tinh đều đồng loạt lớn tiếng kêu lên, ai nấy đều bịt mắt lại và không dám nhìn qua, cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi đẫm máu. Cơ thể của Han Dung Miêng cũng ngã về phía sau, một cái chân đã không còn nữa, ông ta ôm lấy cái chân gãy của mình với vẻ sợ hãi, nằm trên đất và lớn tiếng hét lên. Cái này... Sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục cũng lập tức tái nhợt, chỉ cảm thấy Liễu Tông Nham Toái mạnh đến mức có hơi đáng sợ, dùng một trường đao bằng da bằng thịt chém đến mà lại gây ra sát thương như một con dao thực sự à. Cú đánh vừa nãy đã đánh bay nửa cái chân của Han Dung Miêng sao? Đây rốt cuộc là người hay là ma quỷ thế? Sắc mặt của Lý Toàn Chân cũng tái nhợt đến mức đáng sợ, cô ta kinh hãi nhìn Liễu Tông Nham Toái, cảm thấy người đứng trước mặt mình dường như là một ma thần.
Kamiyama Yui lại cười phá lên và nói, nham toái đại sư không hổ là người tạo nên nham toái lưu của nước ta, công lực đúng là xuất thần nhập hóa, một tên chim nhỏ hèn mọn sao có thể là đối thủ của ngài được cơ chứ. Sắc mặt của Liễu Tông nham toái vẫn không hề thay đổi, ông ta thản nhiên nói, quá khen rồi. Kamiyama Yui bèn nở nụ cười chế nhạo đối với Lý Toàn Chân và nói, đây chính là cao thủ của nước Triều Tiên các người à? Đây chính là thứ rác rưởi mà cô dựa dẫm vào sao? Cũng chỉ đến thế mà thôi. Lý Toàn Chân bị câu nói của Kamiyama Yui làm cho tức đến không nói nên lời, nhưng Han Dung Miêng đã thua một cách thảm hại như thế rồi, cô ta còn biết nói gì nữa đây? Tất cả mọi lời giải thích đều chỉ là vô nghĩa mà thôi. Thật là kém cỏi. Cái tên Han Dung Miêng này vậy mà lại không biết đường giấu dao trong giày. Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang nói với Tôn Dĩnh Thục bằng vẻ chế nhạo. Lúc trước Dương Quan Quan đã bị Han Dung San dở trò, anh ta đã giấu dao ở trong giày và tạo thành một lỗ hổng lớn ở trên đùi của cô ấy. Sau khi nghe thấy lời này, Lý Toàn Chân nhất thời nổi giận, cô ta chỉ vào Tề Đẳng Nhàn và nói, anh bớt ở đó buông lời nhạo báng đi. Han Dung Miêng thua rồi, tôn phu nhân nhà anh cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu đâu. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Liễu Tông nham toái bỗng chốc ngẩn người, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, ông ta chắp tay hành lễ một cái rồi nói, lâu rồi không gặp, sư phụ Tề. Tề Đẳng Nhàn thong thả chắp tay và đáp lễ một cái, hắn nói, chào ông, Liễu Tông đại sư, mong rằng thánh chủ sẽ bảo vệ cho ông. Ông có hứng thú với việc đầu tư vào nhà thờ mà tôi mới xây dựng không? Liễu Tông nham toái cạn lời. Tôn Dĩnh Thục thì lại suýt chút nữa đã ngất đi, cái tên này nhìn thấy ai cũng muốn giao bán cái nhà thờ rách nát đó của mình có đúng không? Hắn thiếu tiền đến mức đó cơ à? Hai người quen nhau à? Kamiyama Yui cau mày hỏi. Ừ, Liễu Tông nham toái khẽ gật đầu. Kamiyama Yui thản nhiên nói với Tề Đẳng Nhàn. Nếu như anh đã là người của Thánh giáo và còn quen biết với nham toái đại sư thì chuyện hôm nay không liên quan gì đến anh nữa cả. Anh đi đi, tôi không muốn gây chuyện với anh. Tề Đẳng Nhàn nói với Tôn Dĩnh Thục, chúng ta đi thôi. Tôn Dĩnh Thục ngay lập tức tránh đi cùng Tề Đẳng Nhàn, đám người tài phiệt thượng tinh đó đã làm ra chuyện bất nghĩa trước, đương nhiên là cô ta sẽ không mở rộng trái tim của Thánh mẫu mà bảo Tề Đẳng Nhàn giúp đỡ bọn họ. Kamiyama Yui lại nói, hửm. Ý của tôi là anh đi một mình còn tôn phu nhân thì vẫn phải ở lại thêm chút, dù sao thì cô ta cũng là người phụ nữ có thể đại diện cho mặt mũi của tài phiệt thượng tinh mà. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, cô ấy là người của tôi, vậy nên tôi phải mang cô ấy đi. Trong mắt Kamiyama Yui lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, cô ta lạnh lùng nói, anh thực sự cho rằng mình là người của Thánh giáo thì tôi không dám động vào anh à. Nước Kiệt Bành chúng tôi không tin vào Thánh giáo đâu. Chúng tôi tin vào Amaterasu cơ. Tề Đẳng Nhàn dừng bước chân lại, trên mặt mang theo nụ cười, hắn nhìn Kamiyama Yui và hỏi, hội Huyền Dương chắc là có nhiều tiền lắm nhỉ? Liễu Tông nham toái lại lách người đến trước mặt Kamiyama Yui và nói với cô ta, cô Yui, xin hãy cẩn thận lời nói. Sao nào, ông sợ anh ta à? Tôi không sợ đâu, danh tiếng của Thánh giáo không dọa được tôi đâu. Kamiyama Yui nở nụ cười khinh thường và nói. Không phải tôi sợ cậu ta, tôi đang sợ cậu ta sẽ đánh chết cô. Cái người này, tôi đánh không lại, cũng không cản được. Liễu Tông nham toái lại dùng vẻ mặt nghiêm trọng để nói ra một câu nói khiến cho tất cả những người đang có mặt ở đó đều vô cùng ngạc nhiên. Những người nghe thấy câu nói này đều nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, ai nấy đều không thể tin vào đôi tai của mình được nữa. Liễu Tông nham toái là vị đại tông sư vừa mới dễ dàng đánh bại người có thể tay không áp đảo một con ngựa đang phi nước đại là Han Dung Miêng đó, thế mà ông ta lại nói mình không phải là đối thủ của Tề Đẳng Nhàn à. Nói đùa cái gì đấy? Kamiyama Yui khẽ ngây người, sau đó trầm mặt nói, một mình ông không phải là đối thủ của anh ta, vậy thì những người đang có mặt ở đây gộp vào thì sao? Hừ... Liễu Tông nham toái im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói, thế thì mọi người viết di chúc trước đi. Tôi không tham dự vào đâu. Nghe thấy câu nói này của Liễu Tông nham toái, đám người của hội Huyền Dương đều vô cùng xôn xao, mặc dù rất bất ngờ nhưng bọn họ cũng không hề nghi ngờ Liễu Tông nham toái. Suy cho cùng thì Liễu Tông nham toái cũng là người có địa vị hết sức quan trọng trong giới võ thuật của nước Kiệt Bành, lời nói của ông ta có độ tin cậy vô cùng cao.
Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nhìn Kamiyama Yui, trông hắn như một kẻ thật thà hòa nhã dễ gần và rất dễ bắt nạt vậy, hoàn toàn không thể nhìn ra một chút đáng sợ nào. Cái tên này trông như một tên thầy giáo yếu đuối không thể chống lại sức gió vậy, có cái gì mà ghê gớm chứ? Trong lòng Kamiyama Yui khẽ lẩm bẩm, có điều, nếu như Liễu Tông Nham Toái đã nói đến mức đó rồi thì cô ta cũng không dám làm bừa nữa, nếu đã như thế thì thôi đi vậy. Tôn phu nhân có thể đi, nhưng đám người còn lại thì phải ngoan ngoãn chui ra từ cái lỗ chó này cho tôi. Tề Đẳng Nhàn nhất thời nghẹn lại một chút, sau đó, hắn bày ra vẻ mặt thất vọng, bĩu môi một cái và nói, chị Dĩnh Thục, chúng ta đi thôi. Thấy Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị dẫn Tôn Dĩnh Thục rời đi, Lý Toàn Chân cảm thấy vô cùng sốt ruột. Tôn Dĩnh Thục, cô thực sự cứ như thế mà đi đấy à? Lý Toàn Chân quát lên với vẻ có chút không hài lòng. Không thế thì sao, ở lại chui lỗ chó với mấy người à? Tôn Dĩnh Thục quay đầu lại, bày ra vẻ mặt châm biếm và nói với giọng khiêu khích. Lý Toàn Chân nói với vẻ mặt u ám, cho dù có nói thế nào thì mọi người cũng có chung lợi ích mà, càng huống chi, người tạo nên xích mích với chúng ta chính là người của nước Kiệt Bành đó. Cô cứ thế mà đi thì không sợ sẽ bị người khác chỉ trích sau lưng hay sao? Tôn Dĩnh Thục nghe đến đây thì không nhịn được mà cười phá lên. Lý công chúa đang nói đùa cái gì đấy? Ban nãy chính Hàn Dung Miêng đã tự nhảy ra và nói rằng nếu như ông ta thắng rồi thì các người sẽ mặc kệ tôi mà. Bây giờ tôi muốn đi thì cô lại nói là tôi sẽ bị người khác chỉ trích sau lưng à? Có làm chó cũng chưa chắc sẽ có tiêu chuẩn kép như cô đâu nhỉ? Tôn Dĩnh Thục nhìn Lý Toàn Chân với ánh mắt giễu cợt và lắc lắc đầu. Sắc mặt của Lý Toàn Chân đã bị câu nói này làm cho trở nên khó coi. Cô ta cắn răng và nói, mọi người đều là người của Tài Phiệt Thượng Tinh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tôi khuyên cô hãy suy nghĩ thật kỹ cho đại cục đi. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy cách làm của Tôn Dĩnh Thục là vô cùng đúng đắn. Ban nãy khi Hàn Dung Miêng nhảy ra, đám người của Tài Phiệt Thượng Tinh này đã lập tức phân biệt đối xử với Tôn Dĩnh Thục và mong chờ được xem cô ta bị bẽ mặt. Bây giờ Tôn Dĩnh Thục vùng ra được rồi thì Lý Toàn Chân lại bắt đầu lấy đại cục ra để nói. Đúng thật là vô cùng ghê tởm mà. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nói đùa cái gì đấy, người phải chui lỗ chó cũng đâu có phải là tôi có họa gì mà phải chịu cơ chứ. Ban nãy chẳng phải Hàn Dung Miêng rất có tự tin hay sao, chẳng phải các người cũng muốn nhìn tôi bẽ mặt hay sao. Tạm biệt nhé, tôi không đi tiếp các người được đâu. Tôn Dĩnh Thục cười khẩy một cái rồi kéo tay Tề Đẳng Nhàn và đi thẳng ra bên ngoài. Tề Đẳng Nhàn khẽ giọng hỏi, không ở lại xem bọn họ chui lỗ chó à? Tôn Dĩnh Thục bèn nói, nếu như thực sự làm như vậy thì chẳng khác nào là lật mặt với bọn họ cả. Bọn họ ỷ vào việc nhiều người để bắt nạt tôi không dám nói gì cả, nhưng nếu như tôi ở lại hóng hớt thêm nữa thì thực sự sẽ có chút không hay. Tề Đẳng Nhàn ồ một tiếng rồi cũng không nói gì nữa. Anh thực sự cho rằng bọn họ sẽ chui lỗ chó sao? Lý Toàn Chân nhất định sẽ đẩy mấy người khác ra để mất mặt thay, cô ta chắc chắn sẽ không chịu chui qua đó đâu. Hơn nữa, bắt bọn họ phải chui lỗ chó cũng không phải là mục đích cuối cùng của Kamiyama Yui, thứ mà cô ta muốn chỉ đơn giản là lợi ích mà thôi. Nếu như Lý Toàn Chân có những nhượng bộ thích hợp thì Kamiyama Yui cũng sẽ không ép buộc cô ta đến chết. Tôn Dĩnh Thục đã nhìn được rất rõ những chuyện kiểu này nên đã giải thích như vậy với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì cũng khẽ gật đầu, những người khác của Tài Phiệt Thượng Tinh có như thế nào thì cũng có liên quan quái gì đến hắn đâu, chỉ cần Tôn Dĩnh Thục không bị ảnh hưởng gì là được rồi. Hắn vẫn còn ý định không muốn cố gắng nữa cơ mà, hắn không thể nào để cho Tôn Dĩnh Thục bị đám người đó kéo xuống được. Xem ra có người thực sự không muốn Hương Sơn bị nắm trong tay của một thế lực không chịu nghe lời rồi, thế mà ngay cả hội Huyền Dương cũng tham dự vào cuộc chiến tranh giành tàu thuyền Lôi Thị này. Tôn Dĩnh Thục nói, kích thước của tàu thuyền Lôi Thị vốn dĩ cũng không hề nhỏ, có thể chiếm được một phần trong số đó cũng đã là lợi ích to lớn rồi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, có điều, nếu như đám người đó muốn cắt thịt và chẻ xương của Lôi ra thì không dễ dàng đến như vậy đâu. Tề Đẳng Nhàn gật đầu một cái và nói, chắc cũng chỉ vài ngày nữa thôi, đến lúc đó Lôi lão sẽ tổ chức một cuộc họp báo, giáo hoàng cũng sẽ đến đó. Tôn Dĩnh Thục nói, nếu như anh tỏ ra phách lối như vậy, có lẽ đám người đó sẽ không vừa mắt với anh đâu, đến lúc đó, ở trong đại hội tôn giáo,
chắc hẳn bọn họ sẽ nghĩ cách để mời người đến để khiến cho anh phải khó xử. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái và nói, tôi chẳng có gì phải sợ cả, muốn đến thì cứ đến thôi, xem bản lĩnh của ai lớn hơn là được rồi. Tề Đẳng Nhàn ỷ vào việc mình có nắm đấm to và có giáo hoàng chống lưng nên có thể nói là muốn làm gì thì làm. Đợi đến khi trò hề kết thúc, Kamiyama Yui có thể nói là cũng khá hài lòng với kết quả đạt được. Nhưng cô ta vẫn nhìn Liễu Tông Nham Toái với ánh mắt nghiêm túc và hỏi, Nham Toái đại sư, cái tên vừa nãy thực sự lợi hại như ông nói sao? Ông không phải là đối thủ của anh ta, thậm chí khi cộng gộp tất cả mọi người lại thì cũng không phải là đối thủ của anh ta à? Liễu Tông Nham Toái chậm rãi gật đầu và nói, võ công của người này đã luyện đến mức độ mà sức người không thể địch lại, thậm chí còn đã đạt đến cảnh giới đột phá trời không luôn rồi. Hửm, đánh giá của ông đối với anh ta cũng cao phết đấy. Xem ra người này thực sự rất lợi hại. Kamiyama Yui vô thức véo lấy cằm mình và bắt đầu lẩm bẩm. Đừng có chọc vào cậu ta, nếu không thì sẽ mất mạng đó. Liễu Tông Nham Toái chỉ thản nhiên trả lời. Kamiyama Yui nói, đương nhiên tôi sẽ không đắc tội với một tên người Hoa Quốc lợi hại như vậy ở trên địa bàn của người Hoa Quốc. Chỉ là tôi có hơi tò mò nên mới hỏi thăm một câu vậy thôi. Liễu Tông Nham Toái không nói gì nữa. Cảnh giới võ công của Tề Đẳng Nhàn đã đạt đến mức độ không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa rồi, cho dù có quyền thế ngập trời đến đâu, dầu nứt đố đổ vách như thế nào cũng chỉ là rác rưởi trong mắt hắn mà thôi. Nếu như hắn thực sự quyết tâm muốn giết một người thì cho dù người đó có là nguyên thủ của một quốc gia và sắp xếp cho mình một lớp bảo vệ vững như thành đồng thì cũng chẳng có chút tác dụng gì đâu. Bởi vì, cứ hễ là con người thì sẽ có sơ hở. Người đã tôi luyện võ công đến cảnh giới đó thì sẽ có thể đến không thấy hình đi không thấy bóng, luôn luôn có thể bắt được sơ hở, từ đó giết chết mục tiêu. Nghĩ đến đây, trong mắt Liễu Tông Nham Toái chợt lóe lên một tia hâm mộ, nếu như mình cũng có thể đạt đến cảnh giới võ công như vậy thì sao phải lo đại sự không thành cơ chứ? Nghĩ vậy, ông ta yếu ớt thở dài một hơi, thiên phú giữa người với người thực sự là không thể nào so sánh được, một khi đem ra để so sánh thì sẽ khiến cho người khác phải tức chết. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn và Tôn Dĩnh Thục đã về đến biệt thự rồi, hắn nhìn phu nhân Tài Phiệt đang có tâm trạng vô cùng vui vẻ và theo bản năng sờ sờ cái eo của mình. Nhưng điện thoại của hắn lại vang lên vào chính lúc này, hắn cầm điện thoại lên và nhìn qua một cái, là Dương Quan Quan đang gọi đến. Xảy ra chuyện rồi, Tề Đẳng Nhàn vừa mới bắt máy, đang chuẩn bị trêu chọc vài câu thì lại nghe thấy giọng nói nặng nề của Dương Quan Quan, bây giờ anh đang ở đâu thế? Tề Đẳng Nhàn sững sờ một lúc rồi nói, tôi vừa mới về đến Hương Sơn, xảy ra chuyện gì rồi? Đương nhiên hắn không thể nói với Dương Quan Quan rằng mình đã về đến Hương Sơn từ 2 ngày trước rồi, nếu không thì với sự thông minh của cô ấy sẽ rất dễ liên tưởng đến điều gì đó. Dương Quan Quan nói với vẻ nghiêm trọng, nam nhân nhân đã mất tích vào ngày hôm qua rồi, cửa hàng quần áo của Nam Thiến cũng bị đốt cháy vào sáng sớm ngày hôm nay. Không biết Hoàng Sung đã có được tin tức từ đâu mà chiều hôm nay anh ta đã một mình xông vào bệnh viện Thánh Hòa ở dưới trướng Tổng hội Hồng Bang, kết quả bên trong bệnh viện đó lại toàn là người của bộ chiến tranh, anh ta bị đánh đến thoi thóp và ném thẳng ra ngoài. Nếu không phải Hoàng Kỳ Bân vừa hay có chuyện đi qua đó thì cái mạng đó của anh ta có lẽ đã không còn nữa rồi. Đúng vậy, tôi đã liên lạc với Ngọc Tướng Lĩnh rồi, có điều, đối phương không hề nể mặt cô ấy. Ngọc Tướng Lĩnh bảo là bọn họ đang nhắm vào anh, Dương Quan Quan cắn răng nói. Chính vào lúc này, điện thoại của Tề Đẳng Nhàn lại reo lên một cái, một tin nhắn đã được gửi đến. Hắn mở tin nhắn ra, đó là tin nhắn do Ngọc Tiểu Long gửi đến, mặt mũi của Lôi lão rất có tác dụng. Sau khi đọc xong tin nhắn đó, Tề Đẳng Nhàn khẽ nheo mắt lại, đây là muốn ép hắn sử dụng các mối quan hệ của Lôi Thiên Tứ để giải quyết chuyện này à? Ngọc Tiểu Long hiển nhiên cũng biết rõ về điểm mấu chốt của chuyện này. Hoàng Sung gặp phải chuyện này, với khả năng của mình, rõ ràng là anh ta không thể nào chống trả lại đám quyền quý cùng chung một ruột kia, nhất là những kẻ đóng vai trò lãnh đạo là Nghiêm gia. Vậy thì chuyện này chỉ có thể nhắm vào Tề Đẳng Nhàn mà thôi, nếu suy nghĩ sâu xa hơn nữa, có lẽ bọn họ còn muốn kéo cả Lôi gia vào trong chuyện này, muốn ép Tề Đẳng Nhàn sử dụng các mối quan hệ của Lôi gia. Bên trong đó toàn là người của bộ chiến tranh, một mình anh không thể xông vào được đâu, đi tìm Lôi lão đi.
Ngọc Tiểu Long lại gửi đến một tin nhắn nữa. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cau mày, nếu đúng như những gì Ngọc Tiểu Long nói thì hắn tuyệt đối không thể đơn thương độc mã xông vào nơi có nhiều súng máy như vậy để giải cứu nam nhân nhân. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng, Ngọc Tiểu Long đã đang tận lực hòa giải rồi, đại khái là muốn giam chân một thế lực nào đó. Tề Đẳng Nhàn có một dự cảm rằng lần này đi đến Lôi Gia, hắn sẽ gặp phải một cao thủ vô cùng lợi hại. Đám người đó muốn ép mình phải đi tìm Lôi Thiên Tứ để nhờ giúp đỡ, sau đó thông qua chuyện này để kéo Lôi Gia vào rắc rối, để bọn họ có thể hoàn toàn lật mặt với Lôi Gia và lay động tàu thuyền Lôi Thị. Có điều, tàu thuyền Lôi Thị có giáo hoàng đảm bảo, vốn dĩ Lôi Gia đã đến lúc có thể thành công rút lui rồi, mình cũng không cần lo lắng quá nhiều làm gì. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng và khẽ nheo mắt lại. Chính vào lúc Tề Đẳng Nhàn đang im lặng suy nghĩ thì Tôn Dĩnh Thục đã đi đến phía sau lưng hắn và dịu dàng nói, anh đang nghĩ gì đấy? Tề Đẳng Nhàn đứng dậy và quay đầu lại nói với cô ta, chị Dĩnh Thục, bây giờ tôi phải đi giải quyết một vài chuyện vô cùng quan trọng, hôm nay tôi không ở lại với cô nữa. Tôn Dĩnh Thục sững sờ một lúc rồi khẽ gật đầu và nói, xảy ra chuyện gì rồi à? Có cần tôi giúp gì không? Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này cô không giúp gì được đâu. Là các thế lực trong nội bộ của chúng tôi đang đấu sức với nhau. Và lại, nếu như không chết một vài người thì e rằng chuyện này sẽ không thể giải quyết một cách dễ dàng được đâu. Sau khi nói xong lời này, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má Tôn Dĩnh Thục. Đi đi, phu nhân tài phiệt xinh đẹp rất thấu hiểu lòng người, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận đấy, nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều mà lập tức xoay người rời đi, sau khi lên xe, hắn vừa tìm hiểu thêm tình hình từ chỗ Dương Quan Quan thông qua điện thoại vừa đi thẳng đến trang viên của Lôi Gia. Mang theo nước thánh, Ngọc Tiểu Long lại gửi đến một tin nhắn nữa. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc kinh ngạc, xem ra, quả nhiên là giống như những gì hắn đã đoán trước, có cao thủ đang đợi hắn ở Lôi Gia. Hắn vén vạt áo lên, trong túi đang đặt một ống nước thánh đến từ Thánh Giáo. Nước thánh là đặc sản của thánh giáo, sản lượng mỗi năm là vô cùng có hạn và sẽ được phân phát đến tay một số thánh giáo kỵ sĩ có địa vị khá cao. Với tư cách là tổng giám mục, Tề Đẳng Nhàn có thể được phân phát nước thánh, thậm chí là ba ống một lúc, đó là sự quan tâm đặc biệt mà giáo hoàng dành cho hắn, bởi vì ông ta biết rằng những thế lực đen tối đó sẽ nhắm vào hắn. Rất nhanh thôi, Tề Đẳng Nhàn đã đến được trang viên của Lôi Gia. Vừa bước xuống xe, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ, luồng khí này thậm chí còn không thua kém gì hắn và cũng có thể áp chế được mô hình phong thủy sơn hải táng long. Lôi Thiên Tứ đang uống trà cùng với Hồng Thần Sách, thấy Tề Đẳng Nhàn đột nhiên ghé thăm, ông ta ngẩn người một lúc rồi hỏi, hửm, sao Tổng Giám Mục Tề lại đến đây vậy? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Lôi Thiên Tứ, ánh mắt rơi trên người Hồng Thần Sách, hắn nói, Lôi Lão, đệ tử của tôi xảy ra một chút chuyện. Con gái của cậu ấy đã bị người khác bắt cóc. Chuyện này có liên quan đến một vài thế lực lớn, có lẽ cần phải có ông ra mặt thì tôi mới có thể qua đó đưa người đi được. Vậy nên tôi đến đây là vì muốn nhờ ông đi cùng với tôi một chuyến. Không biết ông có bằng lòng giúp tôi chuyện này không? Sau khi nghe xong, ánh mắt Lôi Thiên Tứ bỗng nhiên cứng đờ, với trí thông minh của mình, ông ta lập tức nghĩ tới các điểm mấu chốt. Lão già Hồng Thần Sách đang ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ đàn hương, sau khi Tề Đẳng Nhàn bước vào, cơ thể của ông ta hơi nghiêng về phía trước, nhưng trọng tâm vẫn luôn rơi vào chỗ xương cụt, bộ dạng vô cùng hời hợt, nhưng chỉ cần xảy ra tình huống bất ngờ thì ông ta sẽ có thể lập tức tạo ra phản ứng tốt nhất. Còn chưa đợi Lôi Thiên Tứ nói gì, Hồng Thần Sách đã nói trước, hôm nay ông Lôi bận uống trà với tôi rồi, e là sẽ không có thời gian để đi đến Bệnh viện Thánh Hòa với sư phụ Tề một chuyến đâu. Sắc mặt Lôi Thiên Tứ bất chợt trầm xuống, ông ta nói, chuyện uống trà có thể bỏ ra phía sau mà, chuyện cứu người mới là chuyện quan trọng nhất. Hồng Thần Sách mỉm cười một cái và nói, nếu như tôi không muốn để cho ông Lôi đi thì trên thế giới này sẽ không có ai có thể đưa ông Lôi đi đâu. Lôi Tổng Quản ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm vậy, lông mao khắp người dựng đứng lên giống như một con mèo già đã tìm được con mồi. Võ công của ông ta cũng không hề yếu nên dĩ nhiên cũng có thể cảm nhận được sự ác ý của Hồng Thần Sách và cả sức mạnh của lão già này nữa.
thậm chí ông ta còn có dự cảm rằng nếu như mình ra tay với lão già này thì chắc chắn sẽ bị đối phương cướp đi mạng sống chỉ trong vòng 3 chiêu. Tề Đẳng Nhàn đánh giá Hồng Thần Sách một lượt từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy tinh, khí và thần của người này đều được ngưng kết một cách cao độ, sức mạnh đó dường như sắp sửa vượt ra khỏi đỉnh đầu, hóa thành một làn khói và bay vút lên 9 vạn dặm rồi vậy. Tuổi thọ của ông ta sắp hết rồi, sao còn có thể điều chỉnh trạng thái đến tận mức độ này được cơ chứ? Thật không thể tin được mà, Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Nghĩ rồi, hắn cũng không nói nhiều làm gì nữa, hắn lấy nước thánh ra từ trong người, mở nút chai, lắc lắc vài cái rồi rót thẳng vào bụng. Tôi khát nước rồi, đợi tôi uống ngụm nước đã rồi lại xử lý ông sau. Tề Đẳng Nhàn ném ống nghiệm chứa nước thánh đi rồi mỉm cười và nói với Hồng Thần Sách. Lôi Thiên Tứ lạnh lùng nói, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh đi, đừng có phá hoại căn nhà của tôi. Hồng Thần Sách nói, được thôi. Tề Đẳng Nhàn cũng nói nhiều cũng vô dụng, phải ra tay mới thấy được bản lĩnh thực sự. Ông đến Hương Sơn chính là để đối phó với tôi, hôm nay tôi cho ông cơ hội này, hy vọng ông có thể nắm bắt được nó. Hồng Thần Sách cũng cảm thấy tinh thần của Tề Đẳng Nhàn đã phấn chấn hơn chỉ trong chốc lát và trở nên ngưng kết một cách cao độ, cho dù là tinh thần hay thể chất cũng đều đạt đến một trạng thái có thể nói là vô cùng đáng sợ. Ánh mắt của ông ta rơi trên chiếc ống nghiệm, ông ta âm thầm nhíu mày, chỉ cảm thấy chuyện này có lẽ cũng có liên quan đến thánh giáo. Trạng thái tinh thần và khả năng thể chất của con người luôn luôn lên xuống thất thường và không thể nào lúc nào cũng đạt đến đỉnh cao tuyệt đối được, ngay cả những cao thủ đã đột phá hư không cũng không ngoại lệ, nếu như muốn đạt đến đỉnh cao đó thì đều cần có thời gian để điều chỉnh. Nhưng nếu như sử dụng một số phương pháp bên ngoài thì dường như sẽ có thể ngay lập tức nâng cao trạng thái đến mức đỉnh cao này. Lôi tổng quản nhìn hai người một già một trẻ này thì chỉ cảm thấy như mình đang ngước nhìn hai vị thần vậy, một cảm giác run rẩy bỗng chốc bộc phát từ sâu trong tâm hồn. Võ công của hai người này đều mạnh đến mức vô lý. Lôi tổng quản thầm nghĩ. Tề Đẳng Nhàn sải bước đi ra ngoài, hai chân đứng vững ở giữa sân, trong người truyền ra tiếng rồng kêu hổ gầm. Khí huyết vận chuyển trong chốc lát sử dụng hai chiêu là hổ khiếu kim trung chảo và long ngâm thiết bố sam. Hồng Thần Sách cũng không chịu thua kém, hai chân đột nhiên giầy lên, hai tiếng đoàng đoàng vang lên, cả người ông ta bắn ra như một viên đại bác, dầm một tiếng bước vào giữa sân, hai đầu gối có hơi khuỵu xuống, tư thế đứng tấn như bức tượng thần trong ngôi miếu cổ vậy. Người này đến đây với tâm thế liều mạng, cách đánh của ông ta chắc chắn sẽ vô cùng hung hãn, tình hình Hương Sơn bây giờ biến hóa khôn lường. Chỉ mong rằng giáo mục Tề sẽ không bị thương. Lôi tổng quản và Lôi Thiên Tứ đứng trước chiếc cửa sổ sát đất, ông ta quay đầu sang nói với Lôi Thiên Tứ. Lôi Thiên Tứ nhịn không được mà hỏi, võ công của cái tên Hồng Thần Sách này đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lôi tổng quản suy nghĩ một lúc rồi nói, võ công của giáo mục Tề xấp xỉ với cái vị cao thủ năm đó đã đến Lôi gia ở 3 ngày, cái tên Hồng Thần Sách này cũng không chịu thua kém đâu. Bọn họ đều là những người có võ công đạt đến đỉnh cao, khi ở khoảng cách gần, bọn họ thực sự còn đáng sợ hơn cả một nước địch. Vẻ mặt của Lôi Thiên Tứ bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, ông ta nói, tôi đã lâu không lộ diện ở bên ngoài rồi, lần này cùng cậu ấy đi đòi người, có lẽ cũng sẽ rút dây động rừng. Có điều, tôi tin cậu ấy cũng tin tôi, chúng ta phải đối xử chân thành với nhau. Lôi tổng quản gật gật đầu. Nếu như Tề Đẳng Nhàn muốn Lôi Thiên Tứ đi đòi người cùng với hắn thì trước tiên, hắn sẽ phải vượt qua cửa ải này của Hồng Thần Sách. Hai người đó đứng ở trong sân, mặc dù không hề động đậy nhưng lại đem đến cho người khác cảm giác kỳ diệu như gió mây hội tụ, bầu trời vốn đang âm u bỗng giống như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào và khiến cho con người ta ngạt thở. Đúng là sóng sau xô sóng trước mà, cậu mới còn trẻ như thế mà đã hiểu rõ được bí ẩn của việc phá vỡ hư không. Gặp thần không hoảng rồi. Lúc tôi luyện võ đến cảnh giới này thì đã hơn 50 tuổi rồi. Nếu như cho cậu thêm chút thời gian, nói không chừng cậu còn có thể tìm ra một con đường mà chưa từng có ai tìm thấy nữa. Đáng tiếc, hôm nay tôi không thể giữ cậu lại. Hồng Thần Sách mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, trong lòng đã có tính toán. Ông ta giơ nắm đấm lên và khẽ chắp tay lại. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu cảm. Hắn giơ tay phải lên rồi thò ngón giữa ra và nói, ông già, hôm nay cứ để bố cục Sơn Hải Tàng Long này chôn vùi con rồng sắp chết là ông đây là được rồi. Sau khi nói xong câu này, mi tâm của hắn đột nhiên giật mạnh, khí huyết toàn thân dâng trào,
cơ bắp cũng theo đó co giật, thậm chí cả quần áo trên người cũng trở nên căng phồng. Ở trong khu rừng bên ngoài lôi ra, hàng trăm con chim đột nhiên bay lên. Ngày xưa, khi những con chim sợ hãi bay ra khỏi rừng, các tướng lĩnh có kinh nghiệm sẽ có thể đoán ra rằng phía trước sát khí đằng đằng và chắc chắn sẽ có mai phục. Lúc này, chỉ riêng sát khí tỏa ra từ trên người Tề Đẳng Nhàn thôi cũng đã có thể khiến cho đàn chim sợ hãi bay đi khắp nơi, có thể tưởng tượng được cuộc chiến này đáng sợ đến mức nào. Ha ha, cũng được, những người luyện võ cuối cùng đều sẽ phải chết dưới nắm đấm mà thôi. Cậu chết trong tay tôi cũng còn vinh dự hơn nhiều so với việc chết vì một quả tên lửa đạn đạo không biết từ đâu bay tới. Hồng Thần Sách hơi cúi người và bước lên phía trước một bước. Sau khi bước lên một bước, ông ta cũng không dừng lại mà quyết định ra đòn phủ đầu trước. Ông ta bước lên một bước nữa, hai chân tụ máu và trở nên dày hơn, trông thì có vẻ nặng nề và có lực nhưng thực chất lại vô cùng nhẹ nhàng giống như chim én lướt nước vậy. Chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, ông ta đã biến mất khỏi khoảng cách 10 mét. Kết hợp tượng hình và yến hình, thì ra thứ võ công này còn có thể dùng như thế à? Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tề Đẳng Nhàn bất chợt thầm nghĩ. Suy cho cùng thì Hồng Thần Sách cũng là một ông lão trăm tuổi với võ công siêu phàm, kinh nghiệm đánh nhau chắc chắn phải dày dặn hơn hắn rất nhiều. Một số thứ thần kỳ mà ông ta tự luyện ra khi được dùng vào thực chiến thì thực sự có thể khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc. Vừa đạt đến khoảng cách, Hồng Thần Sách đã tung ra một cú đấm, đó là một cú đấm vô cùng đơn giản và không hề khoa trương, thậm chí còn có thể nói là không có lấy một chút hào nhoáng nào mà chỉ mang lại cho người ta cảm giác rất hài hòa và bình thường. Người Hoa Quốc đều chú trọng đến quan niệm trung dung, cú đấm này cũng thể hiện quan niệm như vậy, tuy nhiên, cú đấm này lại mang theo sức mạnh long trời lở đất, nếu như đánh giá thấp nó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Ngay khi nắm đấm của ông ta sắp rơi vào trên ngực Tề Đẳng Nhàn, một âm thanh vô cùng kinh khủng đột nhiên nổ ra, đùng đoàng một cái như tiếng sấm nổ. Chẳng khác nào sấm đánh giữa trời quang. Tề Đẳng Nhàn đứng yên ở chỗ cũ, cả người dang rộng, một đấm như vậy đánh đến. Nắm đấm còn đến nơi nhưng bụi bặm trên đất bị luồng gió thổi bay gần như đã khiến cho con người ta phải hoa mắt. Cho dù có là một người đàn ông đứng tuổi thì cũng sẽ bị luồng gió đáng sợ này thổi ngã mà thôi. Một sự bùng nổ thể chất và sức mạnh nắm đấm thật đáng sợ. Lôi tổng quản đứng nhìn từ xa mà nổi hết cả da gà. Đối diện với thế đánh đáng sợ như vậy, trong đầu bất cứ một ai cũng đều chỉ có một suy nghĩ tránh ra. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại đứng yên tại chỗ, không tránh cũng không né, thậm chí còn không thèm ra tay ngăn lại. Ngay khi nắm đấm sắp sửa ập đến, hắn ôm ngực lách ra, sau lưng cong lên thật cao, giống như đang cõng trên lưng một cái mai rùa khổng lồ vậy. Cú lách người này vừa hay giúp hắn tránh được cú đấm đang đánh thẳng về phía ngực mình của Hồng Thần Sách một cách chính xác. Ừng ực. Bên tai Hồng Thần Sách vang lên tiếng nuốt nước bọt. Để dùng lực đánh người. Lưỡi phải chạm vào ngạc trên và mạnh mẽ nuốt xuống nước bọt trong miệng để đạt được hiệu quả lực phát toàn thân. Tiếng nuốt nước bọt của Tề Đẳng Nhàn vang lên bên tai Hồng Thần Sách khiến cho ông ta cảm thấy như một con bò điên đang uống nước vậy. Ngay sau đó, âm thanh khí huyết nén lại rồi nổ ra truyền đến, một tay của Tề Đẳng Nhàn đã vụt lên như một con linh dương treo sừng, với sức mạnh xuyên thủng đáng sợ, nó lao thẳng về phía thái dương của Hồng Thần Sách. Tề Đẳng Nhàn vừa mới ra tay đã dùng đến tuyệt chiêu bạo kim đan, có thể thấy rằng hắn rất coi trọng Hồng Thần Sách. Đòn phản công này sắc bén và âm hiểm đến cực điểm, nếu là những võ giả có công lực yếu hơn một chút thì cho dù là chỉ chạm mặt một cái thôi cũng sẽ bị đánh cho nổ tung xương sọ. Khi các cao thủ ở cấp độ này thi đấu với nhau, nếu như một trong những mảng võ thuật, thể lực, tinh thần, quyền ý, cách đánh không phát huy được như ý muốn thì sẽ chỉ có một kết quả, đó là kết thúc trong căm hận mà thôi. Tuy nhiên, võ công của Tề Đẳng Nhàn và Hồng Thần Sách đều đã đạt đến đỉnh cao rồi, muốn giết chết đối thủ chỉ trong vòng 2-3 chiêu thức gần như là chuyện không thể nào. Ngay khi nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn sắp sửa chạm đến huyệt thái dương của Hồng Thần Sách, tinh thần và tâm hồn của Hồng Thần Sách trong nháy mắt tiến vào một loại trạng thái hỗn độn như vừa trở về với vũ trụ vậy. Mặc dù ông ta không dùng thế đứng vô cực thung nhưng lại như đang ở trong sự vô cực của vạn vật. Chính vào lúc đó, nắm đấm chuẩn bị giáng xuống của Tề Đẳng Nhàn bỗng chốc có hơi hoảng hốt. Chính khoảnh khắc hoảng hốt này đã bị Hồng Thần Sách bắt được, cơ thể ông ta run lên một cái, khí huyết cả người sôi trào đến đỉnh điểm, cổ nghiêng sang một bên.
cú đấm của Tề Đẳng Nhàn rơi vào không trung. Hồng Thần Sách đã tránh được đòn đánh trả không có dấu vết này trong gang tấc. Không đợi Tề Đẳng Nhàn thu tay lại, Hồng Thần Sách lập tức giơ tay lên, cánh tay xuyên qua bầu trời như rồng như rắn, năm ngón tay như những cái móc sắt, nhắm thẳng vào cổ tay của Tề Đẳng Nhàn và bắt lấy với một lực chém. Đòn tấn công của lão già này thật là tinh vi, ông ta không tấn công vào người mình mà lại bắt lấy cổ tay của mình. Lợi hại, lợi hại, những ý nghĩ lóe lên trong đầu Tề Đẳng Nhàn như những tia chớp. Đối với những cao thủ ở trình độ như bọn họ, việc giết chết đối thủ trong chốc lát là điều không thể nào, vậy nên bọn họ chỉ có thể liên tục chèn ép và bóp nghẹt tinh thần, thể chất và phản ứng của đối thủ trong lối đánh của mình. Chỉ cần đối thủ phạm một sai lầm thì bọn họ sẽ lập tức bắt lấy kẽ hở đó để lợi dụng tình thế và giết chết người kia. Hồng Thần Sách là một người từng trải thực sự, ông ta đã trải qua vô số những trận chiến trong cuộc đời của mình, sự phong phú về mặt kinh nghiệm của ông ta là thứ mà Tề Đẳng Nhàn không thể tưởng tượng ra được. Đối diện với đòn bắt bằng ưng chảo của Hồng Thần Sách, Tề Đẳng Nhàn lại dùng ưng chảo thiết bố sam để đánh lại. Hắn muốn lấy cứng trọi cứng với lão già này để xem rốt cuộc là hắn trẻ tuổi sức dài vai rộng hay Hồng Thần Sách gừng càng già càng cay. Đọ sức với một ông già trăm tuổi là một chiến thuật chiến đấu vô cùng tuyệt vời. Ở lần va chạm này của hai người, trong sức mạnh của bọn họ lại ẩn chứa một sự tinh tế rất nhỏ. Công phu khóa tay vốn dĩ vô cùng coi trọng kỹ xảo. Hai người mới chỉ đánh được vài chiêu thôi mà đã khiến cho một người trong ngành như Lôi Tổng Quản phải mồ hôi đầm đìa. Ông ta cảm thấy mình đã sai rồi, chỉ từ một lần va chạm ban nãy là có thể nhìn ra rằng việc ông ta cảm thấy mình có thể chống chịu được ba chiêu trước khi thất bại hoàn toàn chỉ là đang tự đánh giá cao bản thân mình mà thôi. Với một trận chiến như ban nãy, ngay cả một chiêu ông ta cũng không chịu nổi. Ban nãy yến hình của Hồng Thần Sách đã đột nhiên biến thành một cú đấm đánh về phía ngực. Sau đó Tề Đẳng Nhàn ôm ngực tránh ra và dùng một tư thế như linh dương treo sừng để đánh vào huyệt thái dương của đối phương, đòn đánh của hai người họ thực sự giống như việc kỵ binh va chạm với nhau khi hai nước lớn đang cạnh tranh về sức mạnh quốc gia vậy. Lúc này, ưng chảo của hai người đang đối đầu với nhau, trong cứng có mềm, sát ý ngập tràn giống như một trận đấu chính trị vậy. Kinh nghiệm của Hồng Thần Sách đã chiếm được thế thượng phong, ông ta suýt chút nữa đã tóm được cánh tay của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn lại gầm nhẹ một tiếng, lòng bàn tay lồi lên như một quả cầu và lao thẳng về phía đầu ngón tay của Hồng Thần Sách, hắn sử dụng tuyệt chiêu độc nhất của võ đang là trường tâm lôi. Sự biến hóa này khéo léo đến cực điểm. Ngón tay của Hồng Thần Sách đâm vào trong lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn, luồng khí huyết kia trong nháy mắt nổ tung, tạo thành một lực giật vô cùng kinh khủng, khiến cho đầu ngón tay của Hồng Thần Sách trở nên tê dại. Sau đó cảm giác tê dại đó chạy thẳng lên vai giống như một dòng điện. Ngay sau đó, lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn đánh đến với lực mài của bát quái trưởng, giống như thể hắn đang muốn bóp nát ngón tay của Hồng Thần Sách trong lòng bàn tay vậy. Hừ! Hồng Thần Sách khẽ hừ một tiếng, dưới chân như đang dẫm lên mặt băng vậy, ông ta miết trên mặt đất và trượt về phía sau mà chẳng thấy chân nhấc lên. Trước khi cơ thể ông ta lùi về phía sau thì chiêu hắc hổ móc tim của Tề Đẳng Nhàn đã bắt đến rồi, cú lùi lại này của ông ta vừa hay đã tránh được đòn tấn công bất ngờ kia. Sau khi ép Hồng Thần Sách phải lùi lại bằng một đòn, Tề Đẳng Nhàn càng được nước lấn tới hơn nữa, hắn liên tục giẫm chân và tung ra ba cú đấm về phía đầu và mặt của đối phương. Mỗi khi hắn tung ra một cú đấm, trong sân sẽ nổ ra một tiếng bùm cực lớn, kéo theo đó. Chiếc cửa sổ sát đất ở trước mặt Lôi Thiên Tứ và Lôi Tổng Quản cũng kêu lên tu tu, khiến cho bọn họ lo rằng nó sẽ vỡ tan. Hồng Thần Sách đánh ra vân thủ của Thái Cực Quyền và liên tục đỡ đòn, ba cú đấm liên tiếp đều đã bị ông ta gạt ra, thế nhưng còn uy lực và sức nổ của những cú đấm đó thì vẫn tạo nên một lực đẩy mạnh mẽ, cho dù ông ta đã sử dụng Thái Cực vân thủ nhưng da mặt của ông ta vẫn không ngừng rung lên. Tưng 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 tưng. Đột nhiên vang lên tiếng dây cung rung động. Tề Đẳng Nhàn đánh ra ba cú đấm và hoàn toàn thi triển thế đánh, gân cốt nở ra, bước chân liên tục tiến về phía trước, cùng với đó chính là mười mấy cú đấm được tung ra liên tục, cho dù trước mặt là một bức tường cao làm bằng bê tông cốt thép thì cũng sẽ bị đòn đánh điên cuồng đó của hắn đánh tan trong chốc lát mà thôi. Đối diện với cuộc tấn công kín kẽ này của hắn, Hồng Thần Sách lại có thể đáp trả từng đòn một cách rất có trật tự.
Tốc độ trao đổi chiêu thức của hai người bọn họ khiến cho Lôi tổng quản ở bên cạnh cảm thấy hoa mắt chóng mặt và không thể nhìn rõ được thứ gì. Nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn mạnh mẽ như lửa, nhưng bỗng nhiên, nắm đấm của hắn lại mở ra, năm ngón tay lại bỗng chốc thu lại và hóa thành Phượng Nhãn Tiêm Quyền, bụp một tiếng đánh về phía trán của Hồng Thần Sách, một chiêu này mang theo một cơn gió có sức mạnh xuyên thấu đáng sợ, nắm đấm còn chưa đánh vào người mà luồng ngoại cương đó đã khiến cho con người ta lạnh toát cả đầu rồi. Đối diện với đòn tấn công bất ngờ như vậy, không một người bình thường nào có thể phản ứng lại kịp. Nhưng Hồng Thần Sách đã không còn ở trong phạm trù con người nữa rồi, ông ta cũng là một cao thủ đã luyện võ thành thần, tâm lặng như nước, tất cả những sự thay đổi đều có thể hiện lên ở trong đầu ông ta ngay lập tức. Ông ta giơ tay lên và chặn Phượng Nhãn Tiêm Quyền của Tề Đẳng Nhàn bằng một cú búng tay rất nhẹ. Hơn nữa, ông ta còn sử dụng sức mạnh này một cách rất khéo léo. Khi hất văng sức mạnh của Tề Đẳng Nhàn ra, ông ta còn thuận thế đẩy ra một cái và chặn đứng bước tiến công tiếp theo của Tề Đẳng Nhàn. Phượng Nhãn Tiêm Quyền đánh vào trán, tiến bước quấn cổ lấy mạng người, đây là một chuỗi liên hoàn sát chiêu, nếu như chúng phải một chiêu thì chiêu tiếp theo sẽ lập tức tiếp tục bắt đến. Nhưng Hồng Thần Sách lại có sức mạnh hơn người, ông ta đã đoán ra được từ trước và thuận thế đẩy tay một cái để cắt đứt thế đánh của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng lúc này Tề Đẳng Nhàn đang chiếm thế thượng phong và đang buộc Hồng Thần Sách phải lần lượt phải rút lui, vậy thì lấy đâu ra lý do để hắn dừng lại cơ chứ? Cánh tay của hắn run lên, nó vung lên rồi chìm xuống giống như nòng súng lớn, nắm đấm giống như đầu súng, đâm thẳng về phía lồng ngực của Hồng Thần Sách. Đường Bá Hổ nói hay lắm, ai bảo không có nòng súng thì không chọc chết được người. Một đấm này của Tề Đẳng Nhàn đâm đến, cho dù có là kim trung cháo hoặc thiết bố sam lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào ngăn cản được, tất cả những cơ thể bằng xương bằng thịt đều sẽ bị mở ra một lỗ thủng lớn mà thôi. Trọng tâm cơ thể của Hồng Thần Sách nhẹ nhàng dịch sang bên phải một chút, chi trước xoay về bên phải và đánh ra một chiêu hộ tâm chùy để chặn lại đòn đánh của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng Tề Đẳng Nhàn có sức mạnh khủng khiếp trời sinh và lại đang ở thế tấn công, Hồng Thần Sách đang ở thế phòng thủ nên đương nhiên sẽ bị thiệt. Ông ta bị một đấm này của hắn đánh cho phải lùi lại ba bước. Trong khi ông ta đang lùi lại ba bước, Tề Đẳng Nhàn tiếp tục đuổi theo và dùng một chiêu kim dưới đáy biển của Thái Cực để ấn vào bụng Hồng Thần Sách một cách lặng lẽ. Hắn dùng cú đấm để mở đường, đánh cho tiếng sấm vang lên tứ phương, lực nổ khiến cho cả cái sân như thể muốn lộn nhào một lượt, nhưng lại đột nhiên biến thành một sát chiêu mềm dẻo như Phượng Nhãn Tiêm Quyền. Sau khi bị bẻ gãy, hắn lại chuyển thành Đại Bác Gật Đầu mạnh mẽ cứng cáp. Sau khi đòn đánh bị chặn lại thì lập tức đánh ra chiêu kim dưới đáy biển vô cùng âm hiểm của Thái Cực. Cách đánh kết hợp giữa cứng và mềm, lửa và nước này của hắn thực sự kỳ lạ đến mức khiến cho da đầu con người ta phải tê dại và mồ hôi đầm đìa. Hồng Thần Sách hóp bụng vào một cái, vừa mới tránh khỏi chiêu kim dưới đáy biển thì lại thấy nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn đã đột nhiên siết lại và đấm xuống mặt đất, ngay sau đó là một cú kéo thẳng cường điệu. Lại là một chiêu xung thiên pháo vô cùng bá đạo của Thái Cực đánh thẳng vào cằm dưới của ông ta. Thằng nhóc này dùng cách đánh kỳ lạ này để khiến cho mình không thể bắt được cách đánh của cậu ta, khiến cho mình phải tiêu hao tinh thần và kiệt quệ đến chết. Hồng Thần Sách run rẩy trong lòng, ông ta không cứng đầu đỡ đòn nữa mà lựa chọn lui về phía sau. Nếu như ông ta muốn lui về thì trên thế giới này không có ai có thể ngăn ông ta lại cả. Tề Đẳng Nhàn không ngăn lại được nhưng hắn có thể đuổi theo mà. Khó khăn lắm hắn mới chiếm được thế thượng phong, đâu thể nào vô duyên vô cớ thả người đi được, sống lưng hắn gồng lên, cơ thể như một con rồng đang bơi, long hình liên tục sải bước tiến về phía trước, tốc độ nhanh như tia chớp, vừa đuổi vừa đánh. Sức sống của Hồng Thần Sách sắp hết rồi, Tề Đẳng Nhàn chỉ cần khiến cho tinh thần của ông ta suy kiệt đến một mức nhất định thì ông ta sẽ chết ngay tại chỗ mà không cần phải đánh thêm nữa. Hung dữ quá đi, Lôi tổng quản thấy Tề Đẳng Nhàn đuổi đánh Hồng Thần Sách thì không khỏi lẩm bẩm, trong lòng chỉ có một cảm giác rung động. Sau khi được xem trận chiến ngày hôm nay, cho dù có bắt ông ta đi chết ngay lập tức thì ông ta cũng không có gì phải oán trách cả. Hồng Thần Sách biết rằng Tề Đẳng Nhàn đang muốn ép chết ông ta, đối mặt với cú đấm dữ dội đang hướng thẳng về mặt mình của Tề Đẳng Nhàn, ông ta cau mày và nghiêng đầu né tránh. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đã lập tức gập bàn tay còn lại vào bên trong, ấn khuỷu tay một cái và đánh về phía má của Hồng Thần Sách. Đây là chiêu mãnh hổ leo núi của Thái Cực, chỉ có điều,
Hồng Thần Sách không đỡ được chiêu đầu tiên nên chiêu thứ hai đương nhiên sẽ không cần leo nữa mà có thể đánh thẳng vào mặt ông ta. Hồng Thần Sách dường như đang chờ đợi khoảnh khắc này, ông ta kiếng chân lên một cái, tay phải làm một động tác xoay tròn, che lấy một bên má và tiếp đó là một cú đẩy mạnh mẽ. Khi sức mạnh bị đánh bật trở lại, Hồng Thần Sách thuận thế xoay người. Trong trận chiến giữa các cao thủ như vậy, việc quay đầu lại là điều vô cùng cấm kỵ, bởi vì như thế sẽ rất dễ bị truy đuổi và đánh chết. Nhưng dường như Hồng Thần Sách đã có biện pháp đối phó rồi, khi xoay người lại, ông ta giơ ngón chân lên và cắm thẳng xuống đất, bùm một tiếng, đế giày nổ tung, cả người ông ta bắn văng ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn tách hai chân ra, toàn thân dường như đã trở nên vụng về, hắn sải bước đuổi theo ông ta với những bước chân như một con vịt. Hồng Thần Sách lợi dụng khuỷu tay của Tề Đẳng Nhàn, dùng lực đẩy để quay người lại rồi chạy về phía trước, chuyện này kể ra thì dài dòng nhưng thực chất tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Sự truy đuổi của Tề Đẳng Nhàn cũng đáng sợ không kém, hắn từng bước đuổi theo như một con vịt, tuy trông xấu xí nhưng tốc độ lại rất nhanh và không hề thua kém Hồng Thần Sách dù chỉ một chút. Hồng Thần Sách trong nháy mắt đã đi tới mép tường của khoảng sân. Ông ta dùng hai tay đẩy mạnh vào tường, rầm một tiếng, bức tường bê tông cốt thép lập tức sụp đổ như khối đậu phụ mềm mại. Ông ta mượn lực đẩy này để xoay người lại, giơ cánh tay ra và đánh thẳng về phía mặt Tề Đẳng Nhàn. Một chiêu này giống như sự thăng hoa bất ngờ trong sáng tác văn chương vậy, ông ta lao đến bên mép tường và làm đổ bức tường, mượn lực đó để xoay người và đánh ra một chiêu Long Cổn Vân này của mình. Ngay lúc Tề Đẳng Nhàn đang định giơ tay lên để chặn lại thì cánh tay của ông ta lại run lên bần bật và đung đưa bất định, ngón tay dường như đang muốn tóm lấy cái tai của Tề Đẳng Nhàn. Việc đánh ra toàn lực trong một chiêu này khiến cho sắc mặt của Hồng Thần Sách trở nên vô cùng khó coi, mặt đỏ như máu, trông chẳng khác nào quan công cả. Từng sợi gân xanh trên cánh tay của ông ta nổi lên như sấm, cơ bắp vặn thành cục sắt, kiên cố đến mức không thể phá vỡ. Có thể thấy rằng loạt đòn tấn công của Tề Đẳng Nhàn đã đẩy ông ta vào tình thế như thế nào mà lại khiến cho ông ta không ngần ngại mượn ngoại lực để quay lại và phản công. Một đòn như vậy có thể tạo nên sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại. Khi những ngón tay đó lao đến, hai tai của Tề Đẳng Nhàn đột nhiên kéo vào bên trong, áp sát vào và bịt kín lỗ tai lại. Hành động này tất nhiên đã tránh được những ngón tay đang lao đến. Nhưng bả vai của Hồng Thần Sách lại lập tức sụp xuống, chân trước giẫm lên mặt đất một cái và mang theo một lực xoắn ốc, biến thành một cái phách quyền và đánh mạnh về phía bả vai của Tề Đẳng Nhàn. Một cú đấm như vậy có thể làm vỡ vàng và làm nứt đá. Sức mạnh từ cú giẫm chân đó của ông ta khiến hai người đang ở trong nhà là Lôi Tổng Quản và Lôi Thiên Tứ cảm nhận được một trận động đất rất mạnh, như thể thực sự có một trận động đất lớn sắp xảy ra rồi vậy. Lâm Tề Đẳng Nhàn trợn hai mắt lên và đột nhiên nói ra một câu khiến cho người khác vô cùng kinh ngạc. Nhưng dù sao thì Hồng Thần Sách cũng là người tung ra cú đấm còn Tề Đẳng Nhàn thì chỉ hất vai lên để đón lấy cú đấm của ông ta trong lúc vội vàng mà thôi, sức mạnh lại hướng từ dưới lên trên, còn đối phương là hướng từ trên xuống dưới, ai hơn ai kém, chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra ngay. Cho dù hắn đã niệm chân ngôn trong miệng nhưng khi hai cú đấm đều phát huy toàn lực thì hắn vẫn gặp bất lợi lớn. Rầm. Nắm đấm chạm vào bả vai. Bả vai Tề Đẳng Nhàn truyền đến một tiếng xương gãy rất nhẹ, nhưng hắn dường như không hề cảm nhận được, trên mặt cũng không có một tia đau đớn. Đấu. Tề Đẳng Nhàn lại khẽ quát một tiếng, kết hợp với sức mạnh của nhịp tim để bộc phát, trong lúc dây thanh quản ma sát thậm chí còn mang theo một mùi máu tanh nồng đậm. Đọc chữ đấu sẽ khiến con người ta trở nên dũng mãnh và can đảm, khi gặp phải khó khăn ngược lại sẽ làm gia tăng tinh thần chiến đấu. Hơn nữa, những làn sóng âm thanh khủng khiếp mà hắn tạo ra khi niệm chân ngôn cũng khiến hai tai của Hồng Thần Sách trở nên ù đi, từ chỗ màng nhĩ truyền đến một cảm giác đau âm ỉ. Rắc rắc rắc. Hai người Lôi Tổng Quản và Lôi Thiên Tứ đều vô cùng kinh ngạc. Bởi vì chiếc cửa sổ sát đất dày dặn và bền chắc ở trước mặt bọn họ đã bị âm thanh kia làm cho xuất hiện một vài vết nứt và có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Hồng Thần Sách cau mày và cắn răng nói, đúng là một thằng nhóc hung hãn, vì để chiếm thế thượng phong mà cho dù có phải làm tổn thương thể xác và tinh thần của chính mình thì cũng phải đón lấy chiêu phách quyền này của mình.
Câu chân ngôn mà Tề Đẳng Nhàn sử dụng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến các cơ quan nội tạng, đặc biệt là tim và phổi, thậm chí còn gây chảy máu khi dây thanh quản bị cọ sát. Tuyệt chiêu mà Hồng Thần Sách tích lũy từ lâu đã không thể giành lại được thế thượng phong. Tề Đẳng Nhàn đứng yên tại chỗ và không hề lùi bước, đôi mắt hắn mở to giống như một ông hộ pháp đang trừng mắt vậy. Lúc này, từ trong bụng hắn vang lên tiếng ếch kêu, sau đó toàn bộ vùng bụng phồng lên, giống như một phụ nữ đã có thai được 10 tháng. Phù! Một luồng hơi thở đáng sợ phát ra, theo sau đó là cú đấm cực kỳ kinh khủng của Tề Đẳng Nhàn. Từ trong một đấm này, Hồng Thần Sách cảm nhận được hơi thở của một cuộc cách mạng, dường như có vô số người đã ném đầu, đổ máu, lật đổ cường quyền và chiến đấu chỉ vì niềm tin và lý tưởng ở trong lòng mình. Một đấm đó không giống như sức mạnh của một mình Tề Đẳng Nhàn mà giống như thể đã kết hợp sức mạnh của rất nhiều người vào với nhau vậy. Được lắm, thằng nhóc này giỏi lắm, thật là hung hãn. Hồng Thần Sách lớn tiếng quát lên, tập trung tinh thần và khí lực rồi đón lấy nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn. Dầm. Nắm đấm của hai người va đập vào nhau, âm thanh nổ ra không khác gì tiếng sấm nổ. Cửa sổ sát đất cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cót két một tiếng, nó vỡ tan ra và biến thành vô số những mảnh thủy tinh vụn rơi đầy ra đất. Sau khi một đấm qua đi, sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn trở nên trắng bệch, hắn không hề động đậy, chân phải đá về phía trước một cái và đá vào ống chân của Hồng Thần Sách. Sau khi đá trượt một cái chân còn lại của hắn lại đá đến lần nữa, hai chân như cái cối xay bằng đá cuồn cuộn lao đến như một dòng nước lũ và không thể ngăn cản. Hồng Thần Sách chỉ cảm thấy sửng sốt một lát, đầu gối bên phải bị một chân đá trúng và lập tức truyền đến tiếng xương cốt gãy vụn. Ông ta nghiêng người một cái, chỉ thấy cơ thể của Tề Đẳng Nhàn hơi dịch về bên trái, tiếp sau đó là một nắm đấm sượt qua chỗ hiểm bên chân, mượn sức lách người để vung ra ngoài. Dầm. Hồng Thần Sách bị đánh thẳng vào ngực, lục phủ ngũ tạng bị sức mạnh vô hình đánh nát trong chốc lát. Cả người ông ta không chịu sự khống chế mà bay thẳng ra ngoài, dầm một tiếng đập vào bức tường ở một bên khác, lập tức khiến cho bức tường đổ sập, một nửa cơ thể của ông ta cũng bị vùi trong đống đổ nát. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Tề Đẳng Nhàn đang chậm rãi bước đến gần mình rồi mỉm cười và nói, cú đấm vừa rồi tên là gì thế? Chính là cú đấm mà cậu đã kết hợp với điếu thiềm kình ban nãy ấy. Cách mạng, cuộc cách mạng để khai trừ Triệu gia và lấy mạng đám lão tặc các người. Tề Đẳng Nhàn nhìn ông ta với vẻ mặt không chút biểu cảm và chậm rãi nói. Được, cú đấm tốt đấy, Hồng Thần Sách nhắm đôi mắt lại, hơi thở của sự sống dần dần biến mất. Thấy Hồng Thần Sách đã chết, Tề Đẳng Nhàn mạnh mẽ thở phào một hơi như đã trút bỏ được gánh nặng. Trong hơi thở của hắn còn mang theo mùi tanh của máu tươi. Có điều, trước đó hắn đã uống nước thánh rồi, lúc này, hắn cảm nhận được các tế bào trong cơ thể đang hoạt động rất mạnh, tốc độ hồi phục cũng rất nhanh, năng lượng thể chất đã mất đi cũng đang dần dần hồi phục. Nước thánh đúng thật là đồ tốt mà, đáng tiếc là sản lượng của nó quá ít, nếu như có thể cho mình một thùng thì đúng là không dám tưởng tượng. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ rồi lại lắc lắc đầu. Số lượng nước thánh mà các kỵ sĩ thánh giáo được phân phát còn có hạn chứ huống chi là một tổng giám mục như hắn. Nếu không phải giáo hoàng muốn lấy hắn làm tay chân cho mình, lo ngại hắn sẽ mất mạng trong tay những kẻ dị đoan kia thì có lẽ ông ta còn không nỡ cho hắn đâu. Lúc này Lôi Thiên Tứ mới đi ra khỏi nhà, nhìn mảng sân vườn bừa bộn, ông ta bỗng chốc lắc đầu, chỗ này đâu có giống cuộc chiến của loài người, nó giống như hai vị thần tiên trên đất liền đang đánh nhau thì đúng hơn. Bên trong sân vườn, khắp nơi đều là hố trũng, bức tường xi măng cốt thép đổ sập hai bên và trở thành một đống đổ nát. Những cái hố trên mặt đất trông như bị đạn pháo nổ tung vậy, gạch lát sàn bằng đá hoa cũng bị dẫm nát từng mảnh, đâu đâu cũng là dấu chân. Ông ta chết rồi à? Lôi Thiên Tứ hỏi. Chết rồi, lạnh ngắt luôn. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói với Lôi Thiên Tứ. Lôi Thiên Tứ nói, chết rồi thì tốt. Người như thế mà sống thì thật là đáng sợ. Ông ta đến tìm cậu chắc là cũng có ý muốn đổi mạng lấy mạng nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, không biết lão già này đã dùng thủ đoạn gì để tạm thời nâng cao tinh thần, nếu không thì ông ta cũng không kéo dài được như vậy với tôi đâu. Có điều, cũng may là tôi cũng có nước thánh của thánh giáo, nếu không thì đúng thật là không thể nói chắc rằng rốt cuộc là ai sẽ chết trong tay ai đâu. Khi Hồng Thần Sách gặp Tề Đẳng Nhàn lần này,
trạng thái thể chất và tinh thần của ông ta đều đang ở đỉnh cao, mặc dù Tề Đẳng Nhàn cũng có luyện tập trong vài ngày qua nhưng hắn chưa từng cố ý điều chỉnh, vậy nên nếu so về mặt chuẩn bị thì hắn còn tệ hơn so với Hồng Thần Sách nữa. Lai lịch của Hồng Bang đúng thật là thâm sâu khó lường, cũng không biết ở trong Vọng Nguyệt Các còn có bao nhiêu cao thủ kiểu này nữa đây. Lôi Tổng Quản nói với vẻ tràn đầy lo lắng. Loại cao thủ như thế này vô cùng có hạn, Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Lôi Tổng Quản gật đầu và nói, tôi đi bảo người làm đến dọn dẹp cái xác này một chút vậy. Tề Đẳng Nhàn nói, đem đi thiêu đi, đoán chừng còn có thể đốt ra mấy thứ như xá lợi luôn đó, giữ lại bên người có thể trừ tà. Hả? Lôi Tổng Quản bỗng chốc ngây người và cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chỉ đang nói đùa. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi nói thật đấy. Các nhà tu hành của Phật gia, sau khi đạt đến tu vi cao thâm thì sẽ có thể đốt ra được xá lợi. Luyện võ cũng là một cách tu hành, đạt đến cảnh giới này rồi thì chẳng khác nào là Phật Đà hay chân nhân cả, ông mang ông ta đi thiêu, chắc chắn sẽ có thể đốt ra được thứ gì đó. Sau khi nói xong lời này, hắn nhìn Lôi Thiên Tứ một cái và nói, đến lúc đó, Lôi Lão hãy đưa những viên xá lợi đó cho hai vị công tử Lôi Trấn Kỳ và Lôi Trấn Lân để bọn họ mang theo bên người. Như vậy cũng có thể hóa giải sự tổn hại mà mô hình phong thủy sơn hải táng long đem lại cho bọn họ. Từ trường của trời đất và vũ trụ vô cùng kỳ diệu và có thể thay đổi thông qua phong thủy, tuy nhiên, khi một người trở nên mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, từ trường của chính người đó cũng có thể ảnh hưởng đến từ trường giữa trời và đất. Lôi Thiên Tứ quay đầu sang nói với Lôi Tổng Quản, ông chịu khó một chút, mang ông ta đến lò hỏa táng để thiêu đi. Được, Lôi Tổng Quản đáp lại. Tề Đẳng Nhàn nói với Lôi Thiên Tứ, Lôi Lão, tôi nghỉ ngơi khoảng 10 phút đã rồi lát nữa chúng ta sẽ lên đường. Bây giờ đám chó điên đó cắn người rất khỏe, tôi vừa mới đánh xong một trận, tiêu hao thể lực quá nhiều, nhỡ đâu có con chó điên nào đó nhảy ra cắn ông, nếu như tôi không cản lại kịp thì thật là không hay. Lôi Thiên Tứ bật cười một cái và nói, cậu cứ yên tâm đi, nếu như có con chó điên nào dám nhảy ra để cắn tôi. Tôi sẽ lập tức giết chết nó để ăn thịt. Trong lúc nói ra lời này, ông ta mạnh mẽ vỗ vào vòng eo của mình. Tề Đẳng Nhàn nhận ra rằng vòng eo của Lôi Thiên Tứ đang căng phồng lên, rõ ràng là đang mang theo thứ gì đó. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lôi Thiên Tứ không phải là người có thể tùy tiện thao túng được đâu. Vào lúc ông ta còn đang ở thời Hoàng Kim, Hương Sơn và Kinh Đảo hỗn loạn khủng khiếp, ông ta dám đối đầu với đám đầu đỏ ngoại quốc đó. Ngoại trừ dũng khí ra thì làm sao có thể không có năng lực gì được cơ chứ? Ông cụ giỏi chơi súng lắm đó, mặc dù mấy năm gần đây tôi chưa từng nhìn thấy ông ấy dùng đến súng. Lôi Tổng Quản cười cười và nói. Tề Đẳng Nhàn giơ ngón cái lên, ông cụ Lôi đúng là cao thủ giấu nghề mà. Lôi Thiên Tứ bật cười, vỗ vai Tề Đẳng Nhàn và nói, tôi có cao thủ hơn nữa thì cũng không bằng cậu được, ban nãy khi nhìn cậu ra tay với Hồng Thần Sách. Tôi chỉ cảm thấy như thần tiên hạ phàm đang đánh nhau. Nếu đổi lại là một người bình thường hơn một chút mà lao vào đó thì e rằng sẽ bị bóp chết chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, luyện võ đến cảnh giới này rồi, có rất nhiều chuyện quả thực là có thể tự làm theo ý mình. Nhưng dẫu sao thì con người vẫn là con người chứ không phải thần tiên, cũng có đủ loại xiềng xích và ham muốn của con người, khó có thể đạt đến cảnh giới thoát tục như vậy. Hắn cảm thấy mình đã nghỉ ngơi đủ rồi nên bảo Lôi Thiên Tứ gọi một chiếc xe và cùng nhau đi đến Bệnh viện Thánh Hòa. Bệnh viện Thánh Hòa cũng là một bệnh viện tư nhân, chỉ có điều, danh tiếng của nó còn tốt hơn so với cái bệnh viện Ái Khang chết tiệt đó gấp cả ngàn lần. Tin tức xe của Lôi ra đi xuống khỏi trang viện trên núi đã lập tức được truyền ra bên ngoài. Những người nhận được tin tức đều không khỏi trầm mặc một hồi, mãi một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Một cao thủ như Hồng Thần Sách lấy mạng đổi mạng mà cũng không đổi được cái mạng của hắn ta à? Sao có thể như thế được? Sân vườn của Lôi gia là một mảng hỗn độn, Hồng Thần Sách đã chết rồi, cái xác bị người của Lôi gia mang đến lò hỏa táng để thiêu. Cái tên nhóc này còn khó giải quyết hơn cả Tề Nha Ba năm đó nữa. Chí ít thì Tề Nha Ba còn làm việc một cách khá là đứng đắn, còn cái tên nhóc này nhìn đâu cũng thấy toàn là tà đạo. Những người muốn ngồi nhìn Tề Đẳng Nhàn đồng quy vô tận với Hồng Thần Sách đều cảm thấy có hơi thất vọng, đồng thời cũng càng kiêng dè Tề Đẳng Nhàn hơn một chút. Dù sao thì bọn họ đều biết rằng Hồng Thần Sách cũng không còn nhiều thời gian nữa,
nếu như muốn ra tay với Tề Đẳng Nhàn thì chắc chắn sẽ phải dùng đến cách đánh lấy mạng đổi mạng, nhưng cho dù có là như thế thì Tề Đẳng Nhàn vẫn có thể bình yên vô sự mà ngồi xe rời khỏi Lôi Gia. Mà Hồng Thần Sách thì đã lạnh ngắt luôn rồi. Ngọc Tiểu Long nhìn tin tức được gửi đến qua điện thoại thì lập tức thở phào một hơi, cô ấy nhìn người đang ngồi ở phía đối diện là Triệu Hồng Nê một cái và nói, thêm trận nữa đi. Triệu Hồng Nê nhướng mày một cái, cô ta đưa mắt nhìn những chiến sĩ Vĩnh Dạ Quân Đạn đã lên nòng ở bên ngoài và nói, cho dù Triệu Hồng Tụ không đi thì cũng chưa chắc anh ta sẽ có thể dễ dàng vượt qua đâu. Dù sao thì việc đánh bại Hồng Thần Sách cũng không hề dễ dàng. Khóe miệng Ngọc Tiểu Long khẽ nhếch lên một cái, trong tay Tề Đẳng Nhàn có nước thánh, tốc độ hồi phục của cơ thể hắn là thứ mà người ngoài không thể tưởng tượng được, cô ấy cũng không cần lo lắng về điểm này. Chỉ cần cô không đi là được rồi, Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói, đoán xem. Triệu Hồng Nê liếc nhìn nắm tay đang siết chặt của cô ấy và nói, cô đường đường là một chiến tướng cấp trung mà lại sử dụng lực lượng vũ trang của thế giới ngầm, hơn nữa còn là Vĩnh Dạ Quân bị xếp vào hàng ngũ quân phản quốc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì e rằng ngày tháng sau này của cô sẽ không dễ dàng đâu. Ngọc Tiểu Long bật cười và nói, thế thì cũng hết cách rồi, dù sao thì tôi cũng không điều động được quân bản địa Hương Sơn nên cũng chỉ có thể làm như thế này mà thôi. Đúng như những gì Ngọc Tiểu Long nói, thể diện của Lôi Thiên Tứ rất có tác dụng. Con đường tiến vào bệnh viện Thánh Hòa của Tề Đẳng Nhàn không hề gặp phải một chút trở ngại nào. Nhưng bầu không khí bên trong phòng khách trống rỗng thì lại vô cùng căng thẳng. Nghiêm Động, tên đàn ông có huyết hải thâm thù với Hoàng Sung và thích giở trò xảo quyệt bị một số người mà Tề Đẳng Nhàn quen biết bao vây ở bên trong. Ngay cả người chị gái của anh ta là Nghiêm Mộc Long cũng đang có mặt ở đó, sắc mặt của cô ta có hơi âm trầm, thậm chí còn mang theo một chút nghiêm trọng. Mọi người lố quá rồi đấy, đúng là Nam Nhân Nhân là một đứa con hoang. Nhưng dù sao thì nó cũng có quan hệ huyết thống với Nghiêm gia chúng ta mà, tôi muốn xử lý nó như thế nào cũng là chuyện của Nghiêm gia chúng ta. Đám người ngoài đó quản được chắc, Nghiêm Động nói với vẻ mặt khinh thường. Còn nữa, cái tên Tề Đẳng Nhàn mà mọi người nói đến kia, đó chẳng phải là tên rác rưởi trước đây đã bị truy nã và phải trốn chui trốn lủi khắp nơi hay sao? Hắn ta đánh chết được Hồng Thiên Đô thì ghê gớm lắm à? Tôi không tin rằng hắn ta sẽ có cái gan để đến đây giết tôi đâu. Còn nữa, hắn ta có giết được tôi hay không thì còn là một vấn đề đó. Sắc mặt của Nghiêm Mộc Long càng thêm u ám hơn nữa, cô ta tức giận nói, em cũng biết Nam Nhân Nhân là con của em, thế tại sao em lại làm ra chuyện quá đáng như vậy chứ? Lấy giác mạc của con bé để đổi với con trai của em. Nghiêm Động nghe thấy vậy thì phì cười một cái và nói, nó chỉ đơn giản là một đứa con hoang do con đàn bà đê tiện Nam Thiến đó sinh ra mà thôi, so với con trai của em á, nó là cái thá gì cơ chứ? Em cho nó cái giác mạc còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy đó đã coi như là nhân từ và thương xót lắm rồi. Nếu không thế á, móc mắt thì cũng móc rồi, còn bỏ ra hơn 60 vạn tiền phẫu thuật để làm gì cơ chứ? Có thể đổi giác mạc với con trai của em thậm chí có thể nói là một sự vinh dự đối với thứ đê hèn đó. Nghiêm Động có một đứa con trai, thế nhưng đôi mắt của thằng bé lại xảy ra vấn đề, vậy nên anh ta đã để mắt đến Nam Nhân Nhân. Trước đây anh ta cho người đến gây chuyện với cửa hàng quần áo của Nam Thiến chính là để ép Nam Thiến giao Nam Nhân Nhân ra, sau đó sắp xếp cuộc phẫu thuật đổi giác mạc. Nghe được những lời này của Nghiêm Động, những cao thủ đang có mặt ở đó đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Mặc dù bọn họ cũng có thù với Tề Đẳng Nhàn nhưng trước hết thì bọn họ vẫn là những người luyện võ và có năng lực phân biệt đúng sai. Nghiêm Mộc Long cười khẩy và nói, em không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào à, số người chết ở trong tay cái tên họ Tề đó còn ít hay sao? Nghiêm Động liếc nhìn các cao thủ đang có mặt ở đó và nhàn nhạt nói, ở đây có chị rồi cũng không nói làm gì. Lại còn có cả thần thủ là sư phụ Chiến Phi, bang chủ của Hồng Bang Hương Sơn là Mạnh Thiên Xanh, giám đốc Long Môn Hương Sơn là Trần Bá Hạ, lại còn có cả cô Lục Thái do Triệu gia phái đến nữa. Có 5 cao thủ như mọi người ở đây rồi mà hắn ta còn có thể lấy được mạng của em thì đúng thật là một trò cười hợm hĩnh. Chiến Phi bình tĩnh nói, một tướng bại trận không dám ăn nói hùng hồn. Lần trước khi đối đầu với cậu ta, ngay cả dũng khí để ra tay tôi cũng không có. Cậu đừng có nhắc đến tôi làm gì. Lần trước khi ở đại hội võ đạo, Chiến Phi đã bị Tề Đẳng Nhàn làm cho khiếp sợ, từ đầu đến cuối, anh ta đều không dám ra tay với hắn.
Trong lòng anh ta thậm chí còn sinh ra sự sợ hãi đối với hắn nữa, mỗi khi nhớ đến người đó, anh ta lại cảm thấy đối phương giống như một vị thần trên trời vậy, không thể xâm phạm. Anh ta hiểu rằng trong lòng mình đã gặp phải xiềng xích và trở ngại rồi, nếu như không thể đối mặt và đè bẹp nỗi sợ hãi này thì có lẽ cả đời này anh ta cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ hoặc thậm chí là thụt lùi mà thôi. Nếu như không phải mọi người đều có thù với cái tên họ Tề đó thì ai mà thèm đi bảo vệ cái mạng của một tên cặn bã như cậu cơ chứ? Chiến Phi cười khẩy và nói. Tôi cặn bã thì sao chứ? Ai bảo tôi được sinh ra ở trong một gia đình tốt làm gì? Ha ha, Nghiêm Động nghe thấy lời này của Chiến Phi thì chẳng hề để tâm mà ngược lại còn cười phá lên nữa. Nghiêm Động lười biếng ngồi xuống ghế, uể oải dựa về phía sau và nói, cái tên họ Tề đó có gì ghê gớm chứ, có lợi hại hơn nữa thì chẳng phải lúc trước vẫn bị phát lệnh truy nã và phải cụp đuôi bỏ chạy khắp nơi hay sao? Chiến Long cười khẩy và nói, đồ ngu, cậu chưa từng đối mặt với cậu ta, đương nhiên sẽ không biết người này đáng sợ đến nhường nào. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi tôi không gặp anh ta. Chắc là bây giờ anh ta đã lợi hại hơn lúc ở Thượng Hải rồi nhỉ? Vẻ mặt của Nghiêm Mộc Long bỗng chốc trở nên nghiêm túc, cô ta trầm giọng nói. Võ công của người này đã đạt đến cảnh giới kỳ diệu như thần rồi. Chiến Phi nói. Nghiêm Động nở nụ cười khinh thường và nói, kỳ diệu như thần. Tôi thấy sư phụ Chiến Phi nói như vậy hoàn toàn chỉ là để mượn cớ cho việc không dám ra tay của mình trước đây mà thôi có đúng không? Khen hắn ta nhiều hơn một chút thì sẽ khiến anh không bớt hèn nhát hơn. Chiến Phi nghe thấy câu nói mang theo ý khinh thường của Nghiêm Động thì lại không chút tức giận, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cái tên có cái miệng vô đạo đức mà hành động cũng không biết điểm dừng này. Nếu không phải Nghiêm Động được sinh ra trong một gia đình tốt như những gì anh ta nói thì Chiến Phi sẽ có thể dùng một cái tát để đánh chết cái thứ rác rưởi này. Nghiêm Động, câm miệng, Nghiêm Mộc Long quát lên với vẻ lạnh lùng. Nghiêm Động thực ra cũng có một chút kính sợ đối với người chị gái Nghiêm Mộc Long này của mình. Sau khi nghe thấy lời cảnh cáo của cô ta, anh ta nhún vai một cái với vẻ có sao cũng được và nói, không nói thì không nói, có cần thiết phải tâng bốc cái tên họ Tề đó lên như một vị thần hay không chứ? Nghiêm Mộc Long tức giận nói, đủ rồi, nếu như không phải em làm quá như vậy. Nếu như em không làm quá như vậy thì mọi chuyện đã kết thúc từ lúc anh ta mời Lôi Thiên Tứ đến rồi. Nếu như em không tự hành động theo ý mình thì mọi người cũng hoàn toàn không cần phải tụ họp lại đây. Bây giờ em còn có lòng dạ thảnh thơi để nói ra những lời sằng bậy như thế à? Nếu như em không phải là em trai ruột của chị thì chị nhất định sẽ tự tay vặt cái đầu của em xuống để làm bóng đá. Nghiêm Động nở một nụ cười ngại ngùng và không nói gì nữa, có điều, từ trong vẻ mặt và dáng ngồi của anh ta thôi cũng có thể nhìn ra rằng anh ta hoàn toàn không thèm để những lời mà Nghiêm Mộc Long vừa nói vào trong lòng. Nghiêm Mộc Long nhìn Nghiêm Động rồi lắc đầu một cách bất lực và thở dài một hơi. Các cao thủ đang có mặt ở đó cũng đều không khỏi âm thầm lắc đầu, cặp chị em này thực sự là do cùng một mẹ sinh ra đó à? Mặc dù Hồng Thần Sách đã chết ở trong tay cậu ta nhưng chắc chắn cậu ta cũng đã bị tiêu hao thể lực một cách vô cùng nghiêm trọng, tôi không cho rằng cậu ta nhất định sẽ đến giết Nghiêm Động. Trần Bá Hạ đặt hai tay lên trên đầu gối và chậm rãi nói. Không không không, anh ta nhất định sẽ đến. Nếu như anh ta không đến thì đó không còn là anh ta nữa rồi. Cũng giống như việc anh ta biết trong chuyện của Lục Chiến Long có chứa âm mưu nhưng anh ta vẫn nhất quyết ra tay. Nghiêm Mộc Long nói. Người hiểu bạn nhất có thể không phải là những người thân cận nhất ở bên cạnh bạn mà là một kẻ địch nào đó. Nghiêm Động uể oải nói, chẳng phải Hồng Thần Sách là cao thủ ẩn sĩ của Vọng Nguyệt Các của Hồng Bang hay sao? Sao có một chút chuyện như vậy mà lại đi biếu mạng cho hắn rồi? Mọi người đều không thèm để ý đến anh ta. Lục Thái nói, Hồng Thần Sách cũng không nhất định là do anh ta đánh chết, cũng có thể là do ông ta đã bị tiêu hao tinh thần quá nhiều trong trận chiến đó nên tuổi thọ đi đến điểm cuối mà thôi. Điện thoại của Nghiêm Mộc Long đột nhiên vang lên, cô ta cầm điện thoại lên để bắt máy. Người từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng là Mạnh Thiên Xanh khẽ hừ một tiếng và nói, vừa hay để báo thù cho con trai của tôi. Trong mắt Trần Bá Hạ cũng nổi lên sát ý. Tề Đẳng Nhàn vừa mới đánh một trận với Hồng Thần Sách, hôm nay bao nhiêu cao thủ tề tựu về đây như vậy, nếu như ra tay thì nhất định sẽ lấy được cái mạng chó của hắn. Nhân nhân, có chuyện gì thế?
Khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Nam Nhân Nhân, đôi mắt của cô bé đang được quấn một vòng băng gạc. Nam Nhân Nhân sững sờ một lúc và cẩn thận nói, là chú sao, chú đẹp trai. Tề Đẳng Nhàn xoa đầu cô bé và dịu dàng nói, là chú đây. Chú đẹp trai, mắt của cháu không nhìn thấy gì nữa, cháu sợ lắm. Cháu muốn về nhà tìm mẹ cháu nhớ mẹ cháu lắm. Nam Nhân Nhân nói với vẻ vô cùng buồn bã, giọng nói non nớt khiến cho con người ta vô cùng thương xót. Tề Đẳng Nhàn ngẩng đầu lên nhìn tên bác sĩ dẫn Nam Nhân Nhân đến và nói, mắt của con bé làm sao thế? Bác sĩ nói, anh Nghiêm Động bảo chúng tôi làm một cuộc phẫu thuật ghép giác mạc để đổi giác mạc của cô bé với giác mạc của con trai anh ấy. Giác mạc của con trai anh ấy không được tốt cho lắm. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy vậy thì hai mắt bỗng chốc tối sầm. Mặc dù Nam Nhân Nhân không có quan hệ huyết thống gì với hắn nhưng khi nhìn thấy một đứa bé còn nhỏ như vậy phải chịu tội ác ghê tởm như thế, hắn vẫn không kìm chế được cơn tức giận. Sắc mặt của Lôi Thiên Tứ ở bên cạnh cũng đột nhiên tối sầm lại, ông ta lạnh lùng nói, cuộc phẫu thuật như thế mà các người cũng đồng ý làm à. Lôi Lão, chào ông, chúng ta cũng chỉ là bác sĩ mà thôi, chúng tôi không phải là những người quyền quý. Bác sĩ khẽ cúi người với Lôi Thiên Tứ rồi nói với vẻ khó khăn. Lôi Thiên Tứ nghe thấy anh ta nói như thế thì không khỏi im lặng, mãi một lúc lâu cũng không thể trả lời. Bác sĩ nói, khoảng thời gian này nhất định phải chú ý bảo vệ cho đôi mắt của cô bé, không được để cô bé tiếp xúc với ánh sáng mạnh, về phương diện ăn uống cũng phải chú ý thanh đạm. Nếu như may mắn thì có lẽ sau này cô bé vẫn còn có thể nhìn thấy, chỉ là sẽ bị cận thị một cách vô cùng nghiêm trọng mà thôi. Lôi Thiên Tứ hừ lạnh với vẻ mặt tối sầm, cái đám súc sinh này, đạo lý hổ dữ không ăn thịt con, ngay cả thú dữ cũng biết cơ mà. Cái tên Nghiêm Động này rốt cuộc là thứ súc sinh gì cơ chứ? Nam Nhân Nhân dè dặt kéo ngón tay của Tề Đẳng Nhàn và nói, chú đẹp trai, chú có thể đưa cháu về nhà được không? Cháu sợ lắm. Tề Đẳng Nhàn cúi đầu xuống, miễn cưỡng nở nụ cười và nói, Nhân Nhân, đương nhiên chú sẽ đưa cháu về nhà, thế nhưng không phải là bây giờ. Bởi vì chú phải khiến cho cái đám người xấu đó phải chịu sự trừng phạt, cháu nói xem có phải không? Nam Nhân Nhân lập tức vung vẩy hai nắm đấm tí hon và nói, đúng đúng đúng, người xấu nhất định phải bị trừng phạt. Đối với một cô nhóc vị thành niên như cô bé mà nói, có lẽ cô bé vẫn chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Lôi Thiên Tứ khẽ mím môi, ông ta nhìn Tề Đẳng Nhàn và hỏi, cậu định làm như thế nào? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, còn làm như thế nào được nữa? Đương nhiên là tiễn đám cặn bã đó đi gặp Thánh Chủ để tiếp nhận sự phán xét công bằng của Thánh Chủ rồi. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng Lôi Thiên Tứ lại có thể cảm nhận được ở bên dưới sự bình tĩnh đó đang ẩn chứa sóng gió cuồn cuộn như thế nào. E rằng đối phương sẽ không dễ giết như vậy đâu, chắc chắn có cao thủ đang bảo vệ cậu ta. Lôi Thiên Tứ nói. Cao thủ, cao đến mức nào chứ? Tề Đẳng Nhàn lại cười cười một cách khinh thường. Lôi Thiên Tứ nói với vẻ quan tâm, cậu vừa mới đánh xong một trận với Hồng Thần Sách, chắc chắn cũng đã bị tiêu hao không ít, lúc này mà đi đến đó để giết người thì liệu có khả thi không? Lôi Thiên Tứ nhìn bóng lưng của Tề Đẳng Nhàn, chỉ cảm thấy trên người cậu thanh niên này ngập tràn hình bóng của mình lúc còn trẻ. Từ tận đáy lòng mình, ông ta vô cùng khâm phục khí phách và khí chất của Tề Đẳng Nhàn. Ông ta chậm rãi nói, chắc là tôi không thể giúp gì được cho cậu nữa rồi, chỉ có thể ở lại đây bảo vệ cho cô nhóc này và nhân tiện hù dọa đám lính đạn đã lên nòng kia mà thôi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, chắp tay với Lôi Thiên Tứ và nói, như vậy là đã nhiều lắm rồi, Lôi Lão bằng lòng đi ra khỏi trang viên của Lôi gia và cùng tôi đi đến bệnh viện Thánh Hòa đã sự ủng hộ hết sức to lớn đối với tôi rồi. Mặc dù cao thủ đạt đến cảnh giới phá vỡ hư không, gặp thần không loạn vô cùng đáng sợ nhưng sức mạnh khoa học công nghệ của con người còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ngay cả một cao thủ ở cấp độ này như Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ phải toi đời nếu như bị bao vây bởi hàng chục hoặc hàng trăm khẩu súng trong một không gian nhỏ cộng với một vài quả lựu đạn cầm tay hoặc lựu đạn súng trường. Nếu không có thể diện của Lôi Thiên Tứ thì cho dù hắn muốn xông vào bệnh viện Thánh Hòa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì nơi này quả thực có rất nhiều người và súng. Hỏa lực vô cùng hung hãn. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, các lĩnh phong tao sổ bách niên. Thế hệ của chúng tôi đã đến lúc phải hạ màn rồi, có những người trẻ như cậu đây đến tiếp quản, tôi vô cùng hài lòng,
cho dù có phải chết thì có lẽ tôi vẫn sẽ nở nụ cười mà thôi. Trên mặt Lôi Thiên Tứ hiện ra một nụ cười hài lòng, ông ta nhẹ nhàng vỗ vai Tề Đẳng Nhàn. Tôi cũng rất tức giận, nhưng tức giận chẳng giúp ích được gì cho cậu, thậm chí còn ảnh hưởng đến hành động và tâm lý của cậu nữa. Vậy nên, lát nữa cậu nhất định phải nhìn rõ thế cục. Thực ra thì những lời dặn dò của Lôi Thiên Tứ đối với Tề Đẳng Nhàn đều là thừa thãi mà thôi, hắn từ nhỏ đã lớn lên trong nhà tù U Đô, làm gì có loại chuyện gì hắn chưa từng nhìn thấy, làm gì có loại người gì mà hắn chưa từng tiếp xúc đâu. Có điều, Lôi Thiên Tứ vẫn rất hài lòng về hắn, thậm chí còn không coi hắn như một hậu bối mà lại có cảm giác như một người bạn không kể tuổi tác vậy. Đối với lời chỉ bảo của Lôi Thiên Tứ, tất nhiên Tề Đẳng Nhàn vẫn rất chăm chú lắng nghe. Vậy nên, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với Nam Nhân Nhân và nói, Nhân Nhân, cháu đến chỗ ông cụ Lôi trước đi nhé, đợi lát nữa chú trừng trị đám người xấu đó xong rồi chú sẽ đưa cháu về nhà tìm mẹ cháu, như vậy có được không? Nam Nhân Nhân đáp lại, vâng ạ. Tề Đẳng Nhàn giao cô bé vô tội lại cho Lôi Thiên Tứ và nói, làm phiền Lôi lão giúp tôi chăm sóc con bé, tôi đi một chút rồi về. Lôi Thiên Tứ khẽ gật đầu, ông ta đúng là càng già càng dẻo dai, thậm chí còn có thể bế Nam Nhân Nhân lên và cười nói, cháu tên là Nhân Nhân đúng không? Đúng là một cái tên rất hay. Nam Nhân Nhân có thể cảm nhận được ý tốt của Lôi Thiên Tứ nên đã để mặc cho ông ta ôm mình lên. Thậm chí cô bé còn đưa tay ra sờ sờ chòm râu của Lôi Thiên Tứ và nói, ông cụ Lôi, ông nhiều râu quá đi. Vậy thì xin hỏi cái tên xúc sinh nghiêm động đó bây giờ đang ở đâu vậy? Tề Đẳng Nhàn quay đầu sang nói với tên bác sĩ dẫn Nam Nhân Nhân đến và hỏi với vẻ vô cùng lịch sự. Anh ấy đang ở phòng hội nghị lớn của bệnh viện chúng tôi, anh muốn đi tìm anh ấy để làm gì thế? Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có làm bừa. Bác sĩ lắc đầu và nói. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện này không cần anh phải bận tâm, làm phiền anh hãy dẫn đường cho tôi, bây giờ tôi muốn đi qua đó. Bác sĩ chăm chú nhìn hắn vài cái, sau đó gật gật đầu và nói, được, có điều, tôi chỉ có thể dẫn đường cho anh một đoạn mà thôi, tôi sẽ nói cho anh biết anh ấy đang ở đâu, con đường sau đó anh hãy tự mình đi đi. Anh ta cũng cần phải nuôi sống cả một gia đình và sợ rằng sẽ bị người khác ghi thù chỉ vì dẫn đường cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không hề tức giận vì những lời nói của anh ta, thậm chí còn cảm thấy vô cùng hài lòng. Bác sĩ dẫn đường cho hắn, sau khi đi được một đoạn, anh ta nói cho Tề Đẳng Nhàn biết con đường tiếp theo nên đi như thế nào rồi lập tức xoay người rời đi. Cảm ơn nhé, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, hắn đi theo chỉ dẫn và tìm được phòng khách trống rỗng kia. Sau đó, hắn đẩy cửa bước vào bên trong. Hắn quen biết tất cả các cao thủ đang ngồi ở trong đó. Nghiêm động sững sờ một lúc, anh ta nhìn Tề Đẳng Nhàn, đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới và nói, hắn ta đến nộp mạng thật này. Vẻ mặt bình tĩnh của Tề Đẳng Nhàn trong phút chốc biến mất, hắn đứng đó, sát khí tỏa ra từ trên người khiến cho con người ta cảm thấy ngột ngạt. Năm vị cao thủ đang có mặt ở đó đều cảm thấy khí huyết trong nháy mắt bùng nổ và không ngừng chạy loạn. Ai nấy đều đỏ mặt tía tai như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm vậy. Thậm chí lông tơ trên người Nghiêm Mộc Long còn dựng ngược hết cả lên, cô ta chỉ cảm thấy giống như có một con dao sắc bén đang kề sát vào cổ mình và có thể tước đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào. Giống hệt như những gì Chiến Phi đã từng nói, nếu như chưa từng đích thân đối mặt với Tề Đẳng Nhàn thì sẽ mãi mãi không thể nào cảm nhận được người này rốt cuộc đáng sợ đến nhường nào đâu. Nghiêm Động cũng không ngồi yên được nữa. Toàn thân nổi hết cả da gà, anh ta có cảm giác như đang bị một con hổ nhìn chằm chằm vào vậy, cảm giác này vô cùng đáng sợ. Tề Đẳng Nhàn, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi, anh còn đến đây làm gì chứ? Nam Nhân Nhân chẳng có chút quan hệ gì đối với anh cả, thậm chí còn có thể nói rằng con bé là người của Nghiêm gia chúng tôi. Chuyện của Nghiêm gia chúng tôi, một người ngoài như anh mà cũng muốn nhúng tay vào à? Nghiêm Mộc Long là người đầu tiên lên tiếng để phá vỡ sự im lặng, cô ta để lộ ra vẻ thù địch và quan sát Tề Đẳng Nhàn với vẻ nghiêm trọng. Tề Đẳng Nhàn không trả lời ngay lập tức mà lại bước lên hai bước và lạnh lùng nói, ánh sáng của kẻ ác ắt sẽ phải tắt. Ngọn lửa của hắn sẽ không được chói nữa. Đây là một câu nói nổi tiếng trong sách thánh, nó thể hiện sự công bằng và chính trực của thánh chủ cùng với sự khinh thường và ghét bỏ của ngài đối với thế lực tà ác.
Nghiêm Động nghe thấy vậy thì lập tức cười khẩy và nói, mày thật sự cảm thấy bản thân mình ghê gớm lắm à? Bỏ tiền ra mua lấy cái chức tổng giám mục thì thực sự cho rằng mình là tín đồ của thánh giáo hay sao? Ha ha ha! Chị tao nói không sai, tao xử lý nam nhân nhân như thế nào cũng là chuyện của Nghiêm gia chúng tao, chuyện này liên quan quái gì đến một tên người ngoài như mày chứ? Mày đến đây chẳng lẽ là vì muốn giết chết tao à? Tề Đẳng Nhàn gật đầu và nói, đúng, tao đến đây chính là để giết chết mày. Sau khi nói xong lời này, hắn khẽ nhướn mày một cái, sát khí trên người hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài, đem lại cho người khác một cảm giác sợ hãi đến cùng cực. Nghiêm Động lần đầu tiên có cảm giác khó thở một cách vi diệu, khí chất đó, khí thế đó áp bức đến mức anh ta suýt chút nữa đã ngạt thở. Bây giờ cuối cùng anh ta mới hiểu ra rằng Chiến Phi không phải bị Tề Đẳng Nhàn dọa cho sợ đến vỡ mật nên mới bắn tiếng đe dọa, mà những gì anh ta nói hoàn toàn đều là sự thật. Chỉ khi đối diện trực tiếp với người này thì mới có thể hiểu ra rằng rốt cuộc hắn đáng sợ đến nhường nào mà thôi. Nghiêm Động không nhịn được mà mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Tề Đẳng Nhàn còn chưa ra tay mà những cao thủ đang có mặt ở đó đều cảm thấy tinh thần căng thẳng, cơ bắp căng cứng, cả người hồi hộp đến cực điểm. Dáng vẻ này của hắn khiến cho bọn họ không thể không nghi ngờ rằng liệu có phải hắn đang lấy sức hay không, một khi hắn bộc phát thì cảnh tượng sẽ thê thảm đến mức nào cơ chứ? Thủ đoạn của hắn sẽ kinh thiên động địa đến nhường nào đây? Bất cứ ai đã từng đánh nhau với Tề Đẳng Nhàn đều sẽ không xem thường hắn, thậm chí nhất cử nhất động của hắn cũng đều khiến cho bọn họ cảm thấy căng thẳng. Sự răn đe về mặt tâm lý đáng sợ đó không phải là thứ mà người bình thường có thể cảm nhận được. Giết tao á. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 71.